Chúc mừng Tôn Thượng chiến thắng trở về. Tôn Thượng, trận chiến của ngài đã hạ gục ba tướng lớn của Nhật Bản, giết 10 vạn quân địch, thật sự làm rạng danh sức mạnh của Long Quốc. Một đất nước như Nhật Bản, lần nào cũng khiêu khích sức mạnh của Long Quốc. Nếu không dạy cho chúng một bài học, thật sự coi chúng ta là dễ bị bắt nạt sao? Sau trận chiến này, trong suốt 30 năm, Nhật Bản sẽ không dám động đến Long Quốc. Hy vọng sẽ như vậy, những anh em đã hy sinh, gia đình họ nhất định phải được lo liệu chu đáo, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào, rõ. Không hay rồi Tôn Thượng, em gái của ngài đã bị bắt ở Kinh Hải. Cái gì, Tiểu Cương Hoa làm sao rồi? Ai dám làm như vậy? Lập tức chuẩn bị chiến cơ, ta phải đi một chuyến Kinh Hải. Vâng. Đi nhanh lên về phía trước, nhanh lên. Đi nhanh lên, đi về phía trước, theo kịp đi, nhanh lên, theo kịp đi. Chỉ có từng này à? Không đủ. Không đủ đi. Nhanh lên, theo kịp, đại ca, đại ca. Nhìn này, tôi bắt được đứa trẻ tuyệt vời này. Thư thư, cái ánh mắt đáng thương này, cái biểu cảm này, quá tuyệt vời, sinh ra để làm người ăn xin. Nếu cho ra ngoài phố, sẽ là cây thu hoạch tiền của chúng ta. Các người đều là những kẻ xấu, cháu muốn tìm chị gái, nghe thấy không? Người ta muốn tìm chị gái, tôi sẽ dẫn đi tìm chị gái. Trật tự, tất cả đứng yên, hai tay ôm đầu. Tất cả đứng yên, hai tay ôm đầu. Chị gái em muốn tìm chị gái. Chị gái, em muốn tìm chị gái. Đừng khóc, anh sẽ dẫn các em về nhà ngay. Thật thà đi, ngồi yên, ôm đầu. Nhớ kỹ, thật thà đi, cậu, tên là gì? Tên là Vương Nghị Đản. Này, Như Yên. Cái gì, bác trai bác gái đến rồi, được anh lập tức tới ngay. Vũ Phi. Tôi có chút việc gấp, việc còn lại giao cho mọi người, được rồi sư phụ không vấn đề gì. Trước tiên đưa họ về, làm chút đồ ăn cho họ, cố gắng liên lạc với gia đình họ, được. Vẫn chưa đến à? Như Yên, bác trai bác gái. Anh sao vậy, lần đầu gặp ba mẹ em mà lại đến muộn. Xin lỗi Như Yên, xin lỗi bác trai bác gái, vừa rồi có chút việc, nên bị trễ. Một đội trưởng nhỏ, mỗi tháng chỉ kiếm mấy ngàn tệ. Cứ như thể, bận rộn như tỷ phú của Long Quốc, cậu đến muộn cũng không sao, nhưng hôm nay dịp đặc biệt như thế này. Ăn mặc như thế này để gặp chúng tôi. Có hợp lý không? Có đúng phép tắc không? Em đã nói với anh rồi mà. Bảo anh sửa soạn cho kỹ. Mặc cái gì đây? Bẩn thỉu lại còn rách. Có thể đừng để em xấu hổ như vậy không? Như Yên, anh vừa mới xong vụ án mà. Liền nghe điện thoại của em. Vội vàng chạy đến ngay. Xin lỗi nhé. Cả ngày bận rộn như thế. Bẩn. Có thấy anh kiếm được bao nhiêu đâu? Mỗi tháng chỉ có mấy ngàn. Là người nghèo thôi. Chỉ là người nghèo. Cho dù cậu có mặc đồ đẹp đến đâu, cũng không che giấu được cái mùi. Cái mùi nghèo hèn khó chịu. Lưu gia, từ bao đời nay, rất coi trọng, môn đăng hộ đối, nếu như, quay ngược lại vài trăm năm trước, người như cậu, chỉ xứng đáng trong nhà chúng tôi, làm người hầu. Chỉ xứng đáng trong nhà chúng tôi, làm người hầu. Vì hạnh phúc của Như Yên, Châu Võ, cậu phải kiên nhẫn một chút. Bác trai bác gái những gì hai người nói là đúng, gia cảnh cháu. Thật sự không cao, nhưng, mọi người yên tâm, cháu nhất định sẽ hết lòng chăm sóc Yên Nhi, cháu sẽ làm tất cả vì cô ấy, nói ai mà chẳng nói được. Quan trọng là, có làm được không? Bác gái bác yên tâm, cháu nhất định sẽ làm được. Được rồi, vậy thì chúng ta không vòng vo nữa. Hôm nay chúng tôi đến đây, chủ yếu là muốn nói với cậu về chuyện xính lễ. Xính lễ? Cái 300 ngàn ấy, chẳng phải đã bàn xong rồi sao, cũng đã chuyển cho rồi mà. 300 ngàn, anh tưởng anh đang đưa cho ăn mày à? Anh biết chị tôi nhiều người yêu quý đến mức nào không? Bao nhiêu cậu ấm nhà giàu xếp hàng muốn cưới cô ấy,
anh chỉ có 300.000 mà muốn cưới chị tôi, mơ giữa ban ngày đi nhé. 300.000 trước kia à, chỉ là để xem cậu có thành tâm không thôi, bây giờ thành tâm rồi, vừa hay đủ. Nhưng mà muốn cưới con gái, chúng tôi nuôi dưỡng suốt 20 mấy năm, chỉ với 300.000 là không đủ đâu. Tắc là, cũng phải thêm một căn nhà. 50.000. Kẻ nghèo khó thì mãi là kẻ nghèo khó thôi, tầm nhìn quá hẹp, 50.000 có đáng nói không, là 500.000. Bao nhiêu? 500.000, cộng lại là 800.000. 800.000 thì sao? Con gái tôi giỏi giang như vậy, xinh đẹp như vậy, biết bao nhiêu người xếp hàng muốn cưới cô ấy, nếu không phải vì cô ấy, mà lại thích cái tên như cậu. Cậu chỉ biết nhận tiền thôi, chúng tôi còn không cho cậu cơ hội nữa, nhưng... Bác gái à, 800.000 nhiều quá, bác để cháu một lúc, không biết lấy đâu ra số tiền này, chỉ có ngần ấy tiền mà cậu còn không lấy ra được. Có xứng đáng là đàn ông không? Cháu, cái loại như cậu, nếu như Yên Nhi thực sự theo cậu, chẳng phải sẽ khổ cả đời sao? Kẻ hèn mọn như cậu, tư tưởng và nhận thức thật kém, tiền chỉ là vật ngoài thân. Nhà chúng tôi Lưu gia là gia đình trí thức, tiền đối với chúng tôi chỉ là một con số mà thôi, chúng tôi chỉ muốn xem thái độ của cậu. Bây giờ thì thái độ của cậu có vấn đề lớn. Bác trai, bác gái, suốt những năm qua cháu luôn hỗ trợ Như Yên làm ăn, mua quà cho cô ấy, tổ chức các lễ nghi cho cô ấy, lương hàng tháng của cháu chẳng còn lại bao nhiêu, trước đây để có 300.000, cháu đã vay mượn khắp nơi. Thậm chí còn cầm cố căn nhà cũ của ba mẹ để vay tiền, bây giờ yêu cầu trong thời gian ngắn lấy đâu ra 500.000, đó là chuyện của cậu, không liên quan đến chúng tôi, không liên quan, dù sao đi nữa, không có tiền, đừng hòng cưới con gái tôi. Anh nhìn em làm gì, chắc không phải là muốn em tìm cách giúp anh kiếm tiền đấy chứ, Châu Võ anh có thể vô liêm sỉ hơn được không? Như Yên, anh không phải ý đó. Anh nói này, chúng ta đã bên nhau 6 năm rồi, 6 năm tình cảm, lẽ nào nó không bằng mấy đồng tiền đó sao? Tình cảm, Châu Võ anh cũng không còn nhỏ nữa. Sao còn ngây thơ thế, tình cảm có thể ăn được không? Nhưng anh luôn nỗ lực mà, anh chưa bao giờ lười biếng cả. Chúng ta vẫn ở bên nhau mà, chắc chắn sẽ có ngày tốt đẹp. Nỗ lực có ích gì đâu. Mỗi tháng cậu chỉ kiếm được bao nhiêu, cậu còn không lấy ra nổi 800.000. Sao cậu lại nghĩ rằng cậu có thể làm cho con gái tôi hạnh phúc? Ngày xưa lý do chọn anh trong số rất nhiều người theo đuổi là bởi vì anh đủ xuất sắc, anh có chí tiến thủ, biết bao người xem anh là hình mẫu. Nhưng tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, anh vẫn dậm chân tại chỗ. Lẽ ra sau bao năm lăn lộn, anh phải tỉnh ngộ, nhưng đến giờ anh vẫn không tỉnh ngộ, vẫn kiên trì giữ lấy cái lý do đáng khinh. Tôi đã nói rồi, tên vô dụng này chỉ là đống bùn không thể đỡ nổi. Không cần gặp cậu ta, các người không tin đừng lãng phí thời gian với cậu ta nữa. Con gái à, về nhà dọn dẹp đi rồi đi gặp Viên Thiếu. Cái này, cái gì mà Viên Thiếu? Tập đoàn Hồng Nghiệp là ông lớn trong giới ông lớn ở Kinh Hải, đứng đắt trên trăm tỷ. Đó là thái tử của tập đoàn Hồng Nghiệp, người ta không giống như một số kẻ vô dụng, đầu cơ và chát bóp. Lần trước gặp, anh ấy còn tặng con chiếc nhẫn trị giá hàng trăm ngàn, cái đó mới thực sự là Viên Thiếu. Người ta là quý tộc danh giá, còn yêu Yên Nhi ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ mới là một đôi trời sinh. Còn cậu cái tên không có tương lai, người nông dân, biến ngay đi, Như Yên. Những gì họ nói, không phải là sự thật phải không? Ba mẹ em nói đúng. Tại sao? Chúng ta đã có tình cảm bao nhiêu năm rồi, lẽ nào lại dễ dàng bị đánh mất như vậy? Buông tôi ra. Anh còn mặt mũi nói những lời này à? Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm rồi, mà anh còn không chịu chi một ít tiền như vậy. Còn Viên Thiếu, chỉ gặp một lần, mà quà tặng tiện tay đưa, giá trị cũng đã hơn 1 triệu rồi. Cũng là đàn ông cả, anh nhìn người khác đi, rồi nhìn lại anh đi. Châu Võ, nếu tôi là anh, thì tôi sẽ nhảy từ trên lầu xuống. Tự sát còn hơn, còn mặt mũi nào nữa? Được rồi, đừng nói chuyện với cậu ta nữa. Nói thêm một câu nữa là làm bẩn miệng. Nhanh lên đi, tối nay có cuộc họp, đừng phí thời gian. Như Yên. Bây giờ là thời buổi, có tiền mới là vua. Thời buổi gì cơ chứ, vua gì cơ, chẳng là gì cả. Chị tôi xinh đẹp như thế, có bao nhiêu thiếu gia quý tộc muốn cưới chị ấy. Chúng tôi là vì tôn trọng anh, mới cho anh một cơ hội, để anh cố gắng, đừng có mà vớ vẩn. Được rồi, nghĩ xong thì gọi cho tôi, giá cả thì hoàn toàn có thể thương lượng lại.
Quản gia Trương Viên, bái kiến điện chủ. Quản gia Trang, an ninh dưới quyền ông thật sự rất tốt. Ngay cả em gái của tôi cũng bị bắt vào đây, suýt chút nữa đã gặp phải kẻ ác. Thật đáng nể. Tôi vô dụng. Xin chiến thần xử tội. Tội của ông tôi đương nhiên sẽ xử lý. Chỉ là không phải bây giờ, Hoàng Huệ đâu? Đứa bé đang nghỉ ngơi trong văn phòng của tôi, chiến thần vào trong. Tiểu Hoàng Huệ. Đứa bé sao rồi? Chiến thần đừng kích động, chỉ mệt quá ngủ rồi thôi. Chị tới rồi. Em có bị thương ở đâu không? Để chị xem thử. Chị đừng khóc, Hoàng Huệ không sao đâu, chỉ là những người xấu đó thật đáng sợ. May mà anh trai đến kịp. Anh trai là đội trưởng nhỏ dưới quyền của tôi. Hôm nay chính là cậu ấy dẫn đội, phá hủy ổ nhóm đó. Cậu ấy tên gì? Châu Võ. Võ trong võ đạo, chỉ có một cô em gái như thế này, cứu cô ấy cũng giống như cứu tôi. Tìm ra tất cả thông tin về người tên Châu Võ, tôi phải kiểm tra kỹ càng. Rõ, ngoài ra, vì thân phận đặc biệt của tôi, chuyện Hoàng Huệ gặp nguy hiểm cũng phải giữ bí mật, chưa được sự đồng ý từ tôi, cấm tiết lộ nửa lời. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Tôi sẽ giữ kín như bưng. Đi đi, dạ cáo lui. Tiểu tử Châu Võ này, đúng là gặp vận may. Đứng yên im lặng, đứng thẳng lên. Không sao rồi, Vũ Phi, ê, đến. Đưa mấy người này về, thẩm vấn kỹ càng, hai người các người, đi theo tôi, rõ, sư phụ, chúng ta chưa nhận lệnh mà, những kẻ này, là tay sai của câu lạc bộ mộng mạn, chúng chuyên đi bắt các cô gái đi một mình vào ban đêm, rồi bắt họ đến câu lạc bộ tiếp khách, tôi phải đến câu lạc bộ ngay, đi. Sư phụ. Liễu lão, ở đây này, mới có mấy cô kỹ thuật viên Nhật Bản đến, họ rất giỏi trong việc dạy tiếng Nhật đấy. Liễu lão à, ông ở Kinh Hải, là người có tên tuổi đấy. À, tôi đây, tôi đặc biệt để dành cho ông. Dự định mời ông đến để đánh giá một chút. Được được, tiếng Nhật rất tốt, tiếng Nhật phải học đấy. Đi thôi. Đi nào. Nhanh lên ngồi xuống đi. Ái chà, chân này. Thật tệ, để tôi xem thử. Ông chỗ nào không tốt? Tôi chỗ nào cũng tốt. Tôi chỉ là bệnh nhân thôi. Cô phải cứu tôi đi. Lại đây, cô bé dễ thương. Lại đây. Mại dâm. Mặc đồ vào, hai tay ôm đầu tập trung ở hành lang. Nhanh lên, đưa tôi chân đi, đưa tôi chân đi. Tôi biết rồi, sai rồi, đây là lần đầu tiên của tôi chỉ là nhất thời ngu ngốc thôi mà, âm thanh này, nghe quen quá. Ông, quay đầu lại cho tôi. Nói ông đấy, lại đây. Bác, sao là bác vậy? Sao lại là cậu cái kẻ vô dụng này? Tôi hiểu rồi. Cậu đang theo dõi tôi, là vì tôi không để cậu ở bên con gái tôi, cậu muốn làm hại tôi. Đúng không, bác à, bác hiểu lầm rồi, trước khi đến đây tôi không hề biết bác ở đây, chúng tôi chỉ làm việc bình thường thôi mà. Tôi sẽ sợ cậu, loại như cậu vô dụng như vậy, cả đời này cũng không thể cưới được con gái tôi, cậu là loại người không có chí tiến thủ, tốt nhất là cầu trời tôi không gặp vấn đề gì, nếu không. Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua cho cậu, ngay lập tức biến đi cho tôi. Không phải đâu bác. Không phải, tôi bảo cậu biến đi, đi ngay, đi nhanh lên. Không phải đâu bác. Cáo nhắc lần cuối, hãy hợp tác với cuộc điều tra, cậu không đi à? Tôi sẽ đánh chết cậu. Tôi đâu có nói, không hợp tác với cuộc điều tra đúng không? Nói chuyện tốt mà, sao lại phải động đến dao súng chứ? Bác à, mau mặc đồ vào đi, cùng về để tiếp nhận điều tra. Nếu xác minh thật sự không nghiêm trọng, chỉ cần mấy ngày và nộp phạt,
là không sao đâu, ở mấy ngày, làm vậy sao được. Tôi phải nói sao đây, cũng là người có chút cao quý mà, nếu tôi thật sự vào trong đó, sau này làm sao còn mặt mũi gặp người khác nữa. Bác ơi, nếu bác biết như vậy từ trước, thì... sao không làm vậy từ đầu? Tiểu Châu, nhìn xem, chúng ta đều là người nhà phải không? Cậu nói đi, tôi đâu có làm gì, điều gì sai trái tại trời đâu. Chỉ là, mắc phải một vài, sai lầm mà đàn ông ai cũng có thể mắc phải thôi. Nhìn xem, hay là, cậu nhắm một mắt mở một mắt đi, giả vờ như không thấy được không? Bác ơi! Điều này không hợp quy tắc là cái chết, nhưng con người thì sống mà. Cậu nghĩ xem, nếu tôi thật sự vào đó, Yên Nhi sẽ buồn thế nào đây? Cậu có nỡ để Yên Nhi, buồn bã không? Tôi biết rồi, hôm nay tôi đã nói chuyện với cậu, những lời tôi nói có hơi nặng, thực sự có những điều không dễ nghe. Tôi về nhà rồi đã suy nghĩ lại, số tiền 800.000 quả thật là nhiều, như vậy, tôi sẽ bàn bạc lại với vợ tôi. 600.000, cậu thấy sao? 500.000, không, 400.000, thế này chắc là được rồi chứ, bác à, đây không phải là chuyện đùa đâu. 300.000, thêm một chút, không cần nữa, hơn nữa, tôi sẽ cho cậu thêm, hai chiếc chăn làm của hồi môn, ha ha, như vậy đủ thành ý rồi chứ. Bác à, mời bác mặc quần áo xuống dưới lầu hợp tác, để kiểm tra. Tên họ Châu, đừng có rượu mời không muốn, lại muốn uống rượu phạt, tôi đã cho cậu đủ thể diện rồi, cậu còn muốn thế nào nữa, đừng nghĩ tôi thật sự sợ cậu, dù có bị nhốt vào trong, cũng chỉ nửa tháng thôi, còn cậu thì sao, cậu bắt tôi, đừng nói là 800.000, mà là 8 triệu đi, đừng mong sẽ cưới được con gái tôi đã nhắc 3 lần rồi. Bác trai, vì từ chối hợp tác, tôi chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh. Cậu làm cái gì vậy, chuyện nhỏ như vậy mà, cần phải vậy không? Tiểu Châu, không. Dễ hiền, dễ tốt. Tha cho tôi lần này được không? Cậu xem tôi cũng lớn tuổi rồi, ngoài xã hội tôi cũng có tiếng tăm uy tín. Nếu tôi thật sự bị nhốt, tôi sẽ mất hết danh dự mất. Thế này đi, tôi cũng không làm khó cậu nữa. Chúng ta nhường nhau một chút. Tôi sẽ mặc lại đồ, sau khi ra ngoài rồi thì sao? Nói với người ngoài là, tôi đến để phỏng vấn. Giáo viên mới, về nhà rồi tôi sẽ thuyết phục mẹ con họ. Đồng ý cuộc hôn nhân này. Hơn nữa, không cần xính lễ, xin lỗi bác, cháu không có quyền này. Châu Võ. Tên khốn vô dụng, mượn quyền riêng tư trả thù, cậu thật khốn khiếp. Đợi đấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu, nhanh lên im miệng ngoan ngoãn chút. Sư phụ, chuyện gì thế, người kia anh biết không, ông ta là ba của bạn gái tôi, hả? Anh bắt bố vợ à? Không hổ danh là anh. Vì nghĩa mà diệt thân. Quét sạch mại dâm đến cả bố vợ rồi, không phải tôi nói cậu đâu, hay thật đấy, anh Châu, anh không sợ chị dâu giận anh à, đi đi, nói linh tinh gì vậy? Không sao đâu sư phụ, dù chị dâu có giận anh chia tay anh còn có em mà, anh thì sớm đã muốn leo lên rồi. Con nhóc này, nói đùa mà lại nói đến thầy của mình. Nhưng mà nói đúng mà. Nói gì cơ? Không có gì. Em nói, có cần chào mấy anh em trong đó không? Không thì thầy gặp khó khăn đấy. Không cần, chỉ cần làm theo quy tắc làm thế nào để trừng phạt phạt xong làm thế nào để trừng phạt. Vậy thì, gọi điện cho gia đình à? Để tôi đến. Mẹ, mẹ đây là quà của Viên Thiếu. Nhờ con mang về cho mẹ. Ôi! Cái này mẹ thấy trên tivi rồi. Một cái giá hơn 100.000 đấy. Không chỉ thế đâu, đây là phiên bản giới hạn đấy, phải hơn 500.000, hơn 500.000 à. Cái này Viên Thiếu thật là, quả là một tay chi tiêu lớn. Món đồ đắt như vậy mà nói tặng là tặng. Có 500.000 thôi mà, tiền cho chúng ta. Đối với Viên Thiếu mà nói, thì đó chẳng qua chỉ là một sợi lông trên lưng con trâu. Người ta tiền tiêu vặt còn nhiều hơn thế. Đây mới là người con rể Liếu ra chúng ta tìm kiếm. Tốt hơn tên Châu Võ kia. Khác biệt không biết bao nhiêu lần, mẹ ơi sao giờ lại nhắc đến anh ta vậy? Tôi khinh, đúng là xui xẻo ha ha. Alo Như Yên, là anh đây, tiền gom xong chưa? Không có, nhưng, anh có việc khác muốn bàn với em, cậu chưa gom đủ tiền. Gọi điện làm gì thế, cậu không biết xấu hổ à? Chúng tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, còn làm phiền con gái nhà chúng tôi làm gì? Bác gái cũng ở đây sao? Sao vậy? Trong lòng có quỷ à?
có phải muốn dùng cái gì? Tôi nói ngọt ngào lừa dối chúng tôi, lừa dối Yên Nhi à? Tôi nói cho cậu biết, cậu mơ đi. Cháu không phải ý đó, Như Yên, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Thật sự anh có việc quan trọng muốn nói với em. Yên Nhi à, đừng nghe hắn, hắn là một kẻ vô dụng, có thể có chuyện quan trọng gì chứ? Chính là, tôi nói này Châu Võ à, chắc anh không phải định cầu xin chị tôi đấy chứ, để giảm chút xính lễ cho anh đấy chứ. Tôi khuyên anh nên từ bỏ ý nghĩ này đi, thay vì tính toán chuyện này, không bằng suy nghĩ kỹ về điều kiện tôi đưa ra. Cái đó thực tế hơn nhiều, Châu Võ, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, chúng ta nói chuyện với nhau, không có gì là không thể để người khác nghe, không phải Như Yên à, nhưng mà... Nhưng mà cái gì chứ, nói còn không rõ ràng nữa, lằng nhằng quá, nếu không nói rõ thì cúp máy đi, thằng nghèo này thật lắm lời. Đừng đừng, tôi nói, Như Yên, ba của cô ở câu lạc bộ, bị bắt tại chỗ, bây giờ, thông báo cho gia đình cô. Cái gì, Như Yên, ban đầu tôi định nói riêng với cô, bảo cô đến đây làm thủ tục, để tránh mẹ cô buồn, nhưng, mấy thứ vô dụng này, cậu nói bậy bạ gì vậy, lão Liễu, sao lại đi đến những chỗ như vậy, đừng nói lung tung ở đó, Châu Võ, tôi biết trong lòng anh có oán hận, nhưng việc tung tin đồn đó, làm hại danh tiếng của ba tôi. Không thấy quá trẻ con sao, Như Yên, cô hiểu tôi mà, tôi chưa bao giờ đùa giỡn, bác trai hiện đang bị giam, các người đến sẽ biết thôi. Châu Võ, hắn ta đâu, tên Châu Võ đâu, ra đây cho tôi. Ồn ào cái gì vậy, biết đây là đâu không, các người đến đây làm gì, chúng tôi tìm Châu Võ, anh ta đâu, tìm thầy của tôi, chờ chút. Châu Võ, có người tìm. Như Yên bác gái. Hai người đến rồi, bớt nói nhảm đi, lão Liễu đâu, để tôi dẫn các người đi, nhanh lên. Châu Võ có phải đàn ông không? Có giỏi thì đối mặt với tôi, ra đây đi. Ê không phải, sao các người lại đến đây? Là cậu, ôi tên tiểu nhân này, cậu bắt tôi vào đây còn chưa đủ, mà còn mang bọn họ đến, cậu làm tôi mất hết thể diện rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh thật sự đã đến những nơi đó à? Là họ lừa anh đấy. Họ bảo là sẽ dẫn anh đi, nơi đó có phòng tắm và massage. Kết quả là vào phòng rồi, làm cái chuyện đó, ôi trời xấu hổ chết đi được. Như Yên Như Phong, các con phải tin ba, ba không phải là người như thế. Châu Võ những gì ba tôi nói có đúng không? Theo như hiện trường, chúng tôi bắt được bác trai và cô gái kia trên cùng một giường, nhưng thực tế là chưa xảy ra mối quan hệ thực sự. Chưa xảy ra, thì các người có quyền gì mà bắt người? Các người nói tôi nghe xem. Bác gái, dù chưa đến mức đó, nhưng, theo luật chúng tôi vẫn phải. Được rồi Vũ Phi. Đừng nói nữa. Thầy ơi thầy có đau không? Ôi ôi. Sao lúc nào cô cũng nói thay, cho cái kẻ vô dụng này. Hóa ra đây là một cặp bẩn thỉu à. Như Phong, cậu nói linh tinh gì vậy? Vũ Phi chỉ là đồ đệ của tôi thôi. Chúng tôi chẳng có gì cả, được rồi. Thảo nào cậu không nỡ rời xa, lấy 800 ngàn đó. Hóa ra là nuôi ở đây, một kẻ thứ ba mà. Như Yên con có nhìn thấy không? Đây chính là người đàn ông tốt mà con chọn, con còn nói hắn ta thật thà nữa chứ, thật cái con khỉ. Châu Võ, chuyện này, tốt nhất anh nên giải thích rõ cho tôi. Như Yên, tôi và Vũ Phi thật sự trong sạch, chỉ là quan hệ thầy trò, chúng tôi chỉ bình thường, cô phải tin tôi. Tôi có thể thề với trời, nếu cô không tin nữa, cô đi ra ngoài hỏi thử, tìm bất kỳ ai cũng được. Nực cười. Ngoài kia đều là người của cậu mà, dĩ nhiên là phải nghe lời cậu rồi. Không phải, được rồi thôi đi. Mẹ ơi, các người không nhận ra à, kẻ vô dụng này đang muốn trả thù nhà chúng ta mà. Như Phong, chẳng phải em quen biết, đội trưởng của họ sao, bảo anh ta thả ba ra. À đúng đúng. Cậu ta, chỉ là một đội trưởng nhỏ bé thôi mà, có gì mà tự mãn chứ. Gọi thẳng cấp trên của cậu ta tới, xem cậu ta còn dám kiêu ngạo không. Kẻ vô dụng ngu ngốc này, tôi cho anh cơ hội mà anh không biết trân trọng. Anh đợi đó, anh muốn gây sự phải không? Ừ đợi đi. Tôi đã gọi đội trưởng của các anh tới, anh ấy sẽ đến ngay thôi, hôm nay tôi sẽ cho anh biết, cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông. Bác gái các người hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ làm theo quy tắc thôi, tôi không có ý gì đối với bác cả. Quy tắc của ai? Là quy tắc của Châu Võ à? Ôi đội trưởng Ngô! Cuối cùng anh cũng đến rồi, ông đến đúng lúc thật. Chính cái tên vô dụng này, chỉ vì ba tôi và mẹ tôi, không đồng ý để anh ta cưới chị tôi. Mà anh ta lại trả thù cá nhân, chỉ dựa vào những thứ trong tay.
và có chút quyền lực, dựng lên một tội danh vu vơ, để giam ba tôi lại, anh nhất định phải giúp chúng tôi. Hả? Có chuyện này à? Đội trưởng đừng nghe lời hắn nói, thầy tôi luôn làm việc công bằng, với lại tội danh vu vơ là sao? Rõ ràng hắn ta đang trần truồng, bị bắt trên giường, đó chẳng phải là bằng chứng sao? Đi, ở đây không phải là chỗ đến lượt cô nói. Lại là cái thằng vô dụng này. Mỗi ngày đều gây chuyện, nhanh lên thả người ra. Không thể thả, cậu nói gì, câu lạc bộ Vân Quế bị nghi bán người, bắt phụ nữ vào nghề mại dâm. Bằng chứng đâu? Còn đang thẩm tra, vậy là không có phải không? Thẩm tra rồi sẽ có. Châu Võ cậu nghĩ cậu là ai? Nói bắt người là bắt người, nói thẩm tra là thẩm tra. Chỉ là một đội trưởng nhỏ, cậu thực sự nghĩ mình là ông lớn à? Các người làm gì vậy? Các người có quyền gì mà đánh người? Có quyền gì? Chỉ vì cậu ta muốn trả thù cá nhân, cậu rõ ràng biết, lão Liễu là người coi trọng thể diện. Thế mà lại dùng thủ đoạn rõ ràng như vậy, để hãm hại ông ấy. Nếu tin này bị lộ ra ngoài, cậu còn có thể làm gì để giữ vững được vị trí? Cậu đúng là đồ vô dụng, thật là hèn hạ, thật là nhục nhã. Chu Võ, anh thật sự làm tôi thất vọng quá. Cả gia đình các người có thể có chút thể diện không? Các người không trách tên sắc lang vô liêm sỉ này, ngược lại lại đi trách sư phụ tôi. Đây là đạo lý gì? Cô nói bậy, lão Liễu là người ngay thẳng chính trực, không gần nữ sắc. Rõ ràng, có kẻ đang âm mưu hại ông ấy. Theo tôi thấy, kẻ hại ba tôi, ở ngay dưới mắt chúng ta đây. Bây giờ lập tức thả ba tôi ra, quỳ xuống xin lỗi ông ấy. Xem trong nhiều năm, tình cảm chúng ta, nếu ông ấy tha thứ cho các anh, tôi sẽ cho anh một cơ hội nữa. Nếu không, chúng ta sẽ không còn gì nữa. Cô chính là Liễu Như Yên. Sư phụ tôi thích cô suốt bao nhiêu năm qua, vì cô mà anh ấy đã hy sinh rất nhiều. Nếu cô không tin anh ấy thì thôi, sao cô lại nói lời điên rồ vậy? Rốt cuộc cô có điểm gì mà xứng với sư phụ tôi? Làm theo quy tắc. Cậu là một kẻ vô dụng đã làm việc 6-7 năm. Mới lên được chức đội trưởng, cũng dám nói với tôi về quy tắc. Tôi hỏi cậu có báo cáo không? Tôi đã phê duyệt chưa? Điều này có đúng quy trình không? Đội trưởng, lúc đó tình huống rất khẩn cấp. Nếu tôi không bắt người ngay, những kẻ đó có thể sẽ trốn thoát. Đó không phải là lý do để cậu tự ý hành động. Tôi nói cho cậu biết Chu Võ, hôm nay, dù mẹ cậu có bị bắt cóc đi chăng nữa, nếu không có lệnh của tôi, cậu cũng không được phép tự ý cứu người, nghe rõ chưa? Tốt lắm, cậu là đồ vô dụng, quả nhiên là trả thù cá nhân. Không có lệnh, ngươi dám bắt người, thật là gan lớn. Đội trưởng Ngô, tôi sẽ khiếu nại hắn thật nặng. Chu Võ, không ngờ ngươi lại là người như vậy, thật là hèn hạ vô liêm sỉ, nhiều năm qua ngươi giấu kín thật kỹ. Đội trưởng Ngô, còn nói gì nữa với loại người này? Vi phạm quy tắc, cần phải khai trừ hắn ngay, khai trừ. Để loại cặn bã này, không hại xã hội nữa, khai trừ là đúng đấy, diệt trừ tai họa cho dân. Các người đang nói bậy, sư phụ tôi không phải người như vậy, những năm qua, anh ấy cứu nhiều người không thể đếm xuể, ai biết được hắn có phải làm giả không chứ, loại người như hắn, có việc gì mà không làm được, hắn có thể tự bịa ra để hãm hại ba tôi, thì hắn cũng có thể tự bịa ra, để hãm hại người khác. Biết đâu đấy, hắn chính là dùng thủ đoạn này, mới leo lên được vị trí đội trưởng. Nếu không, loại người như hắn, khó khăn lắm mới giữ được chân ở đây. Đội trưởng Ngô theo tôi thấy, loại người vô dụng này nếu cứ ở lại đây, sẽ là một sự đe dọa cho đội bảo vệ, cho xã hội. Các người yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm việc công bằng, chắc chắn sẽ quét sạch con sâu này, ra khỏi đội. Như vậy, mới xứng đáng với lòng tin của người dân. Ai dám nói anh Chu là sâu bọ? Anh trai, em gái, sao em còn ở đây? Em cùng chị em đến. Anh Chu, cảm ơn anh đã cứu em gái tôi. Nếu không có anh, tôi không biết phải làm sao. Không cần khách sáo, công việc của tôi là vậy. Cô là ai? Sao lại vào đây? Công việc của Cục An ninh là bảo vệ dân chúng. Cửa lớn luôn mở rộng, tiếp cận từng nhà dân. Sao tôi không thể vào được? Đừng lắm lời, chuyện này không liên quan đến cô. Đi đi. Em gái tôi nghịch ngợm, hôm nay không may bị bắt cóc. May mà có anh Chu kịp thời cứu, mới không tạo ra thảm kịch. Tôi vốn không muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của các người. Nhưng anh lại nói người cứu mạng em gái tôi là sâu bọ, thì không được. Người cứu mạng? Hắn, cô gái. Chắc cô bị hắn lừa rồi. Tên vô dụng này không có tiền, không có năng lực. Hắn cứu được ai chứ? Đúng vậy, ngay vừa rồi. Hắn còn vu cáo ba tôi mại dâm. Đúng vậy,
Tên đáng ghét này, cùng con gái tôi đã bên nhau 6 năm, vậy tôi nên nói sao đây, cũng có thể coi là một phần ba vợ, thế mà lại bắt tôi đến đây. Hắn đúng là đồ khốn nạn, người có phẩm hạnh tồi tệ như vậy, làm sao có tư cách làm cảnh sát. Lại đi bắt ba vợ của mình. Anh ta rõ ràng vẫn còn tình cảm với cô gái này, nhưng lại sẵn sàng đánh cược với nguy cơ rạn nứt quan hệ. Cũng không để tình riêng mà làm trái pháp luật, thật là người ngay thẳng không sợ hãi. Anh Chu một mình xông vào ổ nhóm, khống chế nhiều tên tội phạm, cứu sống hàng chục trẻ em. Nếu người dũng cảm và kiên cường như thế này mà cũng không xứng đáng làm cảnh sát, thì thế giới này, tất cả các lực lượng bảo vệ pháp luật sẽ phải xấu hổ đến mức chết đi. Nếu ngay cả người như thế này mà cũng bị giáng chức, chỉ còn lại những kẻ lươn lẹo nịnh hót lợi dụng quyền lực để trục lợi, vậy thì dân tộc Long Quốc còn gì để hy vọng nữa. Cô thật có gan, dám mắng tôi. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà. Sao anh lại tự ái đến vậy? Một kẻ hèn mọn như anh, dù miệng lưỡi sắc bén, nói lời hoa mỹ đến đâu, cũng có tác dụng gì? Chu Võ phẩm hạnh không tốt, lịch sử xấu đầy giấy, vi phạm quy định an ninh. Đội trưởng cách chức hắn. Điều này hoàn toàn hợp lý. Không phải thế, anh trai là người tốt, các người mới là kẻ xấu. Từ đâu ra cô nhóc đáng ghét vậy? Người lớn đang nói chuyện sao lại chen vào? Này này! Cô đồ đáng ghét, dám đánh tôi à? Mồm miệng không sạch sẽ, nếu bà còn dám nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ khiến bà suốt đời không nói được câu nào. Cô tiểu thư này, cô đừng vội nóng giận, có gì từ từ nói. Chu Võ, cô gái này là do ngươi tìm tới phải không? Báo thù ba tôi còn chưa đủ, giờ còn muốn động tay với mẹ tôi nữa, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiếp theo, có phải muốn nhốt tất cả chúng tôi vào tù không? Như Yên, em hiểu lầm rồi, tôi, đủ rồi, nếu còn dám động tay động chân, tôi sẽ bắt hết tất cả các cậu, người đâu? Khóa tay Chu Dũ lại, rõ. Chu ca, xin lỗi. Ha ha ha. Buông thầy tôi ra. Yu Fei. Đừng nóng vội, họ chỉ đang làm theo mệnh lệnh mà thôi. Đến đây đi. Chu Dũ, tôi đã nhắc cậu rất nhiều lần. Đừng quá cứng đầu, cậu không chịu nghe. Chúng ta là cậu học cùng lớp, tôi còn từng coi cậu là đối thủ. Chỉ tiếc là tôi đã quá đánh giá cao cậu rồi. Cậu quá ngu ngốc, người ngu như cậu, chỉ xứng đáng mãi mãi bị đạp dưới chân. Thật là không thể chấp nhận được, cậu không? Tấn công lực lượng an ninh cũng không bị còng, mà lại đi còng một người hết lòng vì dân như tôi. Là đội trưởng, không phục vụ nhân dân, lại công khai câu kết với người khác. Thiên vị rõ ràng như vậy, bài trừ kẻ đối lập, cậu có còn coi luật pháp của Long Quốc trong mắt không? Có còn giữ quy củ gì không? Quy củ, ở đây, lời tôi chính là quy củ. Suýt chút nữa quên mất, còn cậu nữa, vừa nãy ở đây cậu đã đánh người, lôi cô ta còng lại cho tôi, cậu. Cưng quá, dám à? Giám đốc, sao ông lại đến đây? Ông là quan lớn thật đấy. Đội trưởng Ngô, ông có muốn còng tay tôi không? Để tôi ngồi vị trí của ông thì sao? Đừng mà, giám đốc, đừng đùa nữa. Tôi dám sao? Không dám, không dám mà còn giả vờ. Giả vờ sao? Giả vờ. Giả vờ đấy. Sắp tức chết rồi, hôm nay tôi mà không đánh chết tên khốn này. Tôi đánh. Tôi sẽ đánh chết ông. Giám đốc, tôi đánh chết ông. Giám đốc, ông định làm gì vậy? Tôi đã làm gì đắc tội với ông sao? Nếu như ông chỉ đắc tội với tôi thì còn tốt, nhưng ông lại đắc tội với một kẻ mà cả đất nước Long Quốc đều phải khiếp sợ. Nếu hôm nay cô nương này tức giận, không chỉ ông phải chết, mà cả gia tộc của ông cũng sẽ phải chôn theo. Ông không đắc tội với tôi, nhưng ông đã đắc tội với dân chúng, với cả dân chúng của thành Kinh Hải. Ai cho ông dũng khí mà dám còng tay đồng chí Chu Vũ lại? Ông không phải đang còng tay anh ấy. Ông đang còng tay trái tim phục vụ cho dân chúng của tôi đó. À gì cơ, đồng chí Chu Vũ, dành cả cuộc đời để phục vụ cho dân chúng, nhiều lần vào hang cọp, anh ấy là tấm gương cho chúng tôi học tập, thậm chí ngay cả tôi cũng không nỡ mắng anh ấy một câu, anh làm sao dám đối xử như vậy với anh ấy? Chuyện gì vậy, mấy hôm trước, không phải anh bảo tôi, đúng vậy. Mấy hôm trước tôi đã nói với anh rồi. Phải đối xử tốt với anh Chu Yêu, người cậu tốt như vậy, bảo vệ anh ấy cho tốt.
Mà anh lại coi lời tôi như gió thoảng bên tai. Nhìn xem, tôi có đánh chết anh không? Còn đứng đó làm gì? Nhanh chóng cởi trói cho tôi đi. Giám đốc, chắc ông nhầm rồi, Chu Yêu, anh ta chỉ là kẻ vô dụng mà thôi. Không quan trọng như ông nghĩ đâu, im miệng lại, đồ già mồm. Cả đời làm nghề giáo, mà chẳng có chút đạo đức sư phạm nào, mới có tuổi ấy mà, lại còn không biết tôn trọng, lại đi làm chuyện đó, chỗ bẩn thỉu, hèn hạ này, bị Chu Dũ bắt quả tang. Cô còn ở đây mà la lối, như một bà vợ mắng chồng, sủa ầm ĩ. Tôi chưa bao giờ thấy ai như cô, vô liêm sỉ đến vậy. Người này, đưa cô ta vào tù, xử lý theo pháp luật, cô ta phải bị giam nửa tháng, không thiếu một ngày, không thiếu một phút nào, dạ. Giám đốc, cái này, có chút quá đáng rồi đấy, câm miệng, đồ đàn bà ồn ào. Mày là đồ ngu, mắt kém, cả già lẫn xấu, mồm toàn mùi hôi, cái loại người mắt mờ, ngay cả một người như Chu Dũ, cô cũng không trân trọng, không trách được chồng cô phải ra ngoài tìm người khác, người đàn ông nào có thể chịu nổi cậu chứ, cậu. Trưởng cậu, và cả cậu nữa. Còn trẻ mà, mắt chó nhìn người thấp. Đồng chí Chu Dũ, là một trong số ít, tài năng trẻ trong ngành an ninh. Cô là người phụ nữ coi trọng giàu có hơn nghèo khó. Tôi nói cho cô biết, nếu bỏ lỡ anh ấy, đó sẽ là quyết định ngu ngốc nhất, mà cô sẽ làm trong đời. Trời ạ! Trưởng phòng tôi điên rồi. Thầy đã, đưa tiền cho trưởng phòng rồi sao? Tôi đâu có tiền đưa cho ông ấy chứ, vậy trưởng phòng này chắc là thức tỉnh rồi. Vậy mà vẫn chưa hài lòng à, có vẻ như, phải có hành động thật sự rồi, không thì, không thể lừa gạt nữa rồi. Đồng chí Chu Vũ, có công lao to lớn, luôn kiên định, giữ vững lý tưởng ban đầu, một lòng vì dân phục vụ. Thực sự là hình mẫu trong lực lượng an ninh của chúng ta. Còn về phía U gia, là kẻ tham lam, tham nhũng, tội ác không đếm xuể. Tôi tuyên bố, từ hôm nay, phế truất chức đội trưởng U gia, và sẽ điều tra kỹ lưỡng các tội ác của hắn. Và chức đội trưởng sẽ được giao cho đồng chí Chu Vũ. Tôi. Mọi người vỗ tay đi, tốt lắm. Lý do gì mà? Cậu ta lại được thăng chức làm đội trưởng, lý do gì, trang trưởng ban, ngài có bị anh ta lừa gạt không? Anh ta chỉ là một tên nghèo thôi, anh ta là kẻ dưới đáy. Ngài giao cho anh ta làm đội trưởng, anh ta có thể mang lại lợi ích gì cho ngài? Cớ gì? Tôi không phục trang trưởng ban, anh ta đưa ngài bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa gấp đôi cho ngài, đồ mất dạy. Cậu coi tôi là cái gì vậy? Cậu nghĩ rằng, bằng tiền có thể mua được tất cả sao? Phì, tôi nói cho cậu biết, có những thứ, là những kẻ như cậu, suốt đời không thể mua được. Điều tôi coi trọng là cái khí chất của đồng chí Châu Vũ một người, sống thanh liêm không muốn hòa mình vào vũng bùn, luôn kiên định với lý tưởng của mình. Còn cậu, một chút sơ suất, suýt chút nữa đã hại tôi mất, một người lính tinh nhuệ, khiến Long Quốc mất đi một người trung thành. Một người có lý tưởng chính trực. Các người còn chờ gì nữa, lôi hắn xuống đây, thẩm vấn hắn cho rõ ràng. Sao các người vẫn chưa đi? Các người cũng muốn vào trong với hắn sao? Châu Vũ chúc mừng anh. Bây giờ anh vui rồi chứ, thăng chức làm đội trưởng, còn đưa ba tôi vào tù, giờ anh hài lòng chưa? Như Yên xin lỗi nhé. Có gì phải nói xin lỗi chứ, ba tôi ở trong đó, chỉ nửa tháng thôi mà, chớp mắt một cái là qua thôi, còn anh Châu Vũ. Dù có thăng làm đội trưởng, thì sao chứ, dù sao, cậu vẫn là người ở dưới đáy, vẫn là một kẻ tầm thường, vẫn là một kẻ vô dụng. Còn con gái tôi thì khác. Chỉ cần gả vào Viên gia, là sẽ có cuộc sống giàu sang không bao giờ hết. Từ nay về sau, chúng tôi sẽ sống trên mây, sẽ trở thành người trên người. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ ở trên thiên đàng. Còn anh, vẫn chỉ là viên đá thối trong đống phân. Như Yên, trong mắt em, chỉ có tiền thôi sao? Châu Vũ đến giờ anh vẫn không hiểu sao? Tôi từ đầu đến cuối không cần tiền, mà là thái độ của anh. Tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi. Chỉ tiếc là, câu trả lời của anh chỉ là con số không. Được rồi con gái. Loại người như hắn chẳng có chút tài cán gì, có một chút quyền lực cũng chẳng làm được gì.
chỉ có thể làm chúng ta cảm thấy ghê tởm thôi. Hắn cũng không thể đưa chúng ta vào tù đâu. Loại người như hắn, mẹ nhìn thêm chút cũng thấy kinh tởm. Châu Vũ, chúng ta xong rồi. 3, lát nữa còn xe đón ba. Ừ được rồi. Anh không sao chứ, tôi không sao. Đồng chí Châu Vũ, tôi có tội. Tôi đã khiến cậu chịu khổ rồi. Người dân cần một cảnh sát như cậu. Ngài quá khách sáo rồi. Từ giờ trở đi, trong công việc, dù gặp phải rắc rối gì, nhất định phải báo cho tôi biết. Đừng coi tôi là người ngoài. Biết chưa? Ý tôi là, chúng ta đoàn kết một lòng mới có thể phục vụ người dân tốt hơn. Trong tình huống này, tôi có một ý tưởng, vì chúng ta có duyên như vậy, tại sao chúng ta không kết nghĩa anh em? Tôi đột nhiên nhớ là còn việc phải làm, tôi đi trước nhé, từ từ nói chuyện sau. Tôi có nhiệm vụ giao cho cô, đi theo tôi. Chúc mừng Châu đội trưởng. Cảm ơn, vẫn chưa biết nên gọi cô thế nào. Tôi họ Mộ, Mộ tiểu thư, vừa rồi cảm ơn cô đã nói giúp tôi. Anh đã cứu em gái tôi, đây là ân tình lớn. Hơn nữa những điều này cũng không là gì cả. Đó là những gì anh đáng được nhận. Châu đội trưởng, không biết khi nào anh có thời gian. Tôi muốn mời anh ăn cơm. Cảm ơn anh lần nữa. Có thời gian, có thời gian. Cậu ấy bây giờ có thời gian. Tôi đã duyệt phép. Tối nay không được. Nhóm người này gây nguy hại rất lớn. Chưa có kết quả sẽ khiến tôi không yên tâm. Như vậy đi, đợi tôi xong việc sẽ gọi cho cô. Được, anh làm việc trước đi. Vậy chúng tôi đi trước. Tạm biệt anh Châu. Tạm biệt. Châu Vũ cái tên này, làm sao mà dám lớn mật như vậy, dám để người quan trọng kia phải đợi. Chuyện gì đây, chẳng lẽ hắn định bay lên trời sao? Viên thiếu. Mẹ chị ơi, đây chính là khách sạn cao cấp nhất ở Kim Hải. Nghe nói nơi này là dành cho hội viên, mỗi người đến đây đều là nhân vật quyền lực, đã từng có người muốn chi 1 triệu, chỉ để ở đây một đêm mà không thành công. Vậy chúng ta đến đây rồi, từ nay sẽ là nhân vật danh tiếng ở Kim Hải rồi. Không chỉ vậy đâu, mà sẽ là người nổi bật trong giới thượng lưu. Như Yên đã nói với tôi, gần đây mọi người có chuyện buồn phải không? Tôi đã cố tình sắp xếp chỗ này, để mọi người đến đây thư giãn một chút. Cảm ơn viên thiếu, chúng tôi đều là nhờ Như Yên mà có cơ hội này. Chị thật sự may mắn. Gặp được một người đàn ông tốt như viên thiếu, nếu thật sự lấy cái kẻ vô dụng như Châu Vũ, chắc chắn ngay cả cổng lớn này cũng không vào được. Làm mất hứng, đang yên ổn thế này, sao lại nhắc đến cái đồ rác rưởi đó, còn đang xúc phạm viên thiếu đấy. Hắn ta có thể so với viên thiếu không? Đúng đúng đúng, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Cái đồ vô dụng đó, so với viên thiếu, thật sự chỉ là một đống phân chó. Một đống phân chó, tôi đã biết chuyện của chú Lưu rồi. Gia đình chúng tôi, ở Cục An ninh Công cộng cũng có tiếng nói, tin là không lâu nữa đâu, chú Lưu có thể ra ngoài. Thiếu gia, Sở An ninh lần này đã từ chối chúng ta. Cái gì? Không biết vì sao, lần này người họ Trang rất kiên quyết, nói gì cũng không chịu thả người, còn cúp điện thoại của chúng ta. Có thể là vì dạo gần đây quản lý quá chặt, khó mà kiểm soát được, mọi người yên tâm, mấy ngày nữa tôi sẽ đi một chuyến nữa. Không sao đâu, để ông ta ở trong đó, ở thêm nửa tháng cũng tốt. Để cái tên chết tiệt đó, tự suy ngẫm cho kỹ, dám đến những nơi như vậy, thật sự nghĩ tôi không có tính khí sao? Thực ra hôm nay, cháu còn chuẩn bị cho dì một món quà, bất ngờ. Quà bất ngờ. Dành cho tôi. Xin mời. Nghe nói dì thích chơi vài ván. Khi rảnh rỗi dì thích chơi. Vậy thì vừa hay, đây là nơi cháu chuẩn bị cho dì. Đây là sòng bạc ngầm lớn nhất. Ở toàn bộ Kinh Hải, ngoài mặt trược, chỉ cần dì nghĩ đến, tất cả đều có thể chơi ở đây.
Dì chắc chắn sẽ chơi vui ở đây, được. Thật tuyệt, nhưng chơi ở đây chắc phải tốn rất nhiều tiền phải không? Đúng vậy. Nhìn câu nói của em kìa, nếu anh đã đưa dì đến đây, sẽ không để dì phải tốn tiền đâu, dì. Chỉ cần chơi thoải mái ở đây, nhà cháu có cổ phần, ở chỗ này. Cháu đã dặn dò họ rồi, thua thì tính cháu. Thắng, thì tính của dì. Thật sao? Vậy thì dì sẽ không khách sáo nữa đâu. Anh Viên, lại khiến anh phải chi tiền rồi. Ấy, chỉ có bao nhiêu đâu mà, em biết mà, chỉ cần em vui. Anh có thể làm tất cả vì em, anh Viên anh thật tốt với em. Anh không phải là cái tên vô dụng kia đâu, phụ nữ của anh chắc chắn phải sống cuộc đời tốt đẹp nhất. Châu tiên sinh. Ba đến rồi, anh đến rồi. Em ấy đã đợi anh lâu rồi, xin lỗi nhé, để hai người đợi lâu rồi. Không sao, chúng tôi cũng vừa đến. Ăn ở đây à? Có phải hơi xa xỉ không? Châu đội trưởng vừa mới nhậm chức, đã bắt đầu chú ý đến hình ảnh của mình rồi, không? Tôi không phải ý đó đâu, chỉ đang đùa với anh thôi. Ở đây này, đã là nơi mà tôi đã chọn lọc kỹ lưỡng rồi. Nếu không sợ anh không đồng ý, tôi đã định mời anh sang khách sạn Cờ Giao đối diện để đãi. Anh đã cứu mạng Tiểu Huệ, cũng giống như cứu mạng tôi. Dù tôi có cảm ơn anh bao nhiêu, cũng không quá. Mời, có người nhảy lầu rồi. Ở đâu, khách sạn Cờ Giao đối diện. Chuyện gì vậy? Nghe nói là thua hết tiền, cả vợ và con cái đều thua hết. Còn nợ một đống nợ, chắc là không sống nổi nữa đâu. Nhìn gì mà nhìn, có gì hay đâu, chưa thấy người chết à? Nhanh lên, mang thi thể đi và đưa đến bệnh viện, dọn dẹp sạch sẽ mặt đất. Dạ. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Mọi người giải tán đi. Giải tán đi, giải tán đi. Đi đi đi. Có người chết. Chỉ nói qua loa rồi bỏ đi như vậy sao? Thậm chí cũng không được thông báo à? Nhìn tình hình của họ kìa, chắc là họ đã quen rồi, có thể thấy việc này không phải lần đầu. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra ở đây. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ biết, anh không biết, là vì anh đứng chưa đủ cao, chuyện người chết thế này. Không thể giấu kín hoàn toàn được. Ngộ tiểu thư. Xin lỗi, hôm nay tôi không thể ăn cơm cùng cô được, anh định làm gì? Dọn xong bạc, là tôi vừa rồi không nói rõ à? Rất rõ rồi. Anh phải hiểu rằng, những nơi như thế này, nếu không có người quyền lực che chở, làm sao có thể tồn tại đến hôm nay? Nhưng tôi chính là làm cái này mà. Anh em, có một vụ, rất nhiều rủi ro, làm không? Làm đại ca, chắc chắn làm rồi, cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Ở Kinh Hải có một khách sạn Cờ Giao. Tôi đang để mắt đến nó, bảo bọn họ làm việc đàng hoàng chút. Quản lý cho chặt, lớn lớn lớn. Nhỏ nhỏ nhỏ. Bà ấy thắng rồi. Tôi lại thắng rồi, lại thắng rồi. Chỉ một lúc thôi, chắc là bà đã thắng 1 triệu rồi nhỉ? Đúng vậy, chuyện này xảy ra trong sòng bạc của con rể tương lai của tôi đấy. Tay tôi đen như vậy mà. Ha ha, lại đây, tiếp tục, nhỏ. Viên thiếu đúng là đại phúc tinh của nhà tôi, không giống Châu Vũ cái tên nghèo hèn đó, có lẽ cả đời này, cũng không bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy. An ninh. Tất cả mọi người, giơ tay lên cúi đầu xuống đừng cử động. Bắt đầu, dạ. Đừng động đậy, đừng động đậy. Hai tay ôm đầu đừng cử động. Cúi xuống, cúi xuống, cúi xuống, cúi xuống, cúi xuống đi. Hai tay ôm đầu, ôm ngặt vào. Ngồi yên nào. Tên gì? Lấy chứng minh thư ra. Nhanh lên. Này, đến lượt cô rồi, ngẩng đầu lên. Đồng chí, tôi xin cô đấy, tôi thật sự là lần đầu phạm lỗi. Cô tha cho tôi đi. Con rể tôi, là viên thiếu của tập đoàn Hồng Nghiệp.
nếu cô thả tôi, cậu ấy sẽ không để cô thiệt đâu. Hơn nữa là cô không phải là người đó sao? Ra đây đi, làm gì thế hả? Yên lặng đi. Hai tay ôm đầu. Sư phụ, xem tôi đã bắt cho sư phụ cái gì về. Cái gì vậy? Dì, sao dì lại ở đây? Châu Vũ, tôi đã biết là đồ vô dụng như cậu rồi mà. Cái gì? Cậu xin con gái tôi tha thứ không được? Lại dùng cách hèn hạ bẩn thỉu này sao? Cậu có thể không mất mặt chút nào được không? Dì ơi, cháu không hiểu dì đang nói gì. Vẫn còn giả vờ ngốc sao? Để trả thù chúng tôi, bắt chồng tôi vào còn chưa đủ. Bây giờ còn muốn bắt tôi sao? Cậu nghĩ như vậy, có thể ép con gái tôi phải khuất phục sao? Tôi nói cho cậu biết. Đừng hòng. Này, cô có thể giữ thể diện chút không? Trước kia chồng cô bị bắt, bây giờ cô lại bị bắt vì cờ bạc, đúng là tự chuốc lấy. Lại là do sư phụ tôi gây ra. Sao vậy? Những chuyện xấu mà gia đình các người làm, sư phụ tôi nợ các người. Ấy, dù các người hôm nay có bao biện thế nào đi chăng nữa, con gái tôi sắp kết hôn vào Viên gia rồi, sẽ làm thiếu phu nhân. Còn cậu, một kẻ nghèo hèn như cậu, còn muốn trèo cao sao? Mơ đi. Còn các người, đúng là một người vô dụng kết hợp với một tên nghèo hèn. Thật là xứng đôi vừa lứa. Bác gái, bác hiểu lầm rồi, tôi không biết bác ở đây. Lần này tôi đến, chỉ để dọn dẹp cái ổ tội ác này thôi. Bác gái, bác nhanh chóng nói cho tôi biết, mối quan hệ của bác với cái nơi này sâu đến mức nào. Tôi xem có cách nào, giảm nhẹ tội cho bác không? Tôi khinh, đừng có ở đây giả bộ đáng thương. Đừng nghĩ là giả vờ như vậy, tôi sẽ cảm kích. Cậu thật sự nghĩ, đã nắm được tôi à? Nơi này, là của Tô Thiếu, còn tôi, sắp sửa trở thành mẹ vợ của Tô Thiếu rồi. Dù hôm nay cậu có bắt tôi đi, Tô Thiếu, chỉ cần một cuộc điện thoại, mấy ngày nữa, cậu sẽ phải quỳ, mà đưa tôi trở về. Bác gái, nơi này rất nguy hiểm. Tô Thiếu, bản thân hắn còn khó giữ. Bác bây giờ nếu không nhanh chóng nói ra những gì bác biết, thì tôi không giúp được bác đâu. Bác cũng đừng mong tôi giúp. Sao? Như Yên. Mẹ, mẹ sao rồi? Mẹ không sao chứ? Như Yên, Tô Thiếu, cuối cùng mọi người cũng đến rồi. Nếu đến muộn một chút nữa thôi, thì tôi đã bị tên đó bắt đi rồi. Châu Võ, sao anh độc ác vậy? Để trả thù mà bắt ba tôi chưa đủ, bây giờ lại còn muốn bắt mẹ tôi. Anh muốn làm gì? Tên khốn này, chỉ là tiểu nhân thành công, làm đội trưởng mà kiêu ngạo như vậy. Nếu để anh ta làm giám đốc, không biết sẽ thế nào nữa. Như Yên. Cô yên tâm, có tôi ở đây. Chớ nói là người đâu, con chó cũng không thể mang đi. Anh là ai? Thằng nhãi vô dụng. Ngay cả Tô Thiếu Gia mà cậu cũng không biết. Nhà Tô Thiếu Gia chính là cổ đông lớn nhất của khách sạn Cờ Giao. Anh đang đứng ở đây chính là đất của anh ấy. Hay lắm. Vậy thì tốt quá. Đây là chứng nhận của tôi. Hiện tại, các người đang làm việc ở đây đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp của Long Quốc. Tôi ra lệnh cho các người ngừng hoạt động ngay lập tức, chờ điều tra. Này này, làm ơn, anh chẳng có bằng chứng mà đã nói lung tung. Cẩn thận tôi kiện các người tội vu khống đấy. Chúng tôi đây là nơi giải trí hợp pháp, tất cả giấy tờ đều hợp lệ. Hơn nữa, anh muốn đóng cửa khách sạn Cờ Giao của tôi à? Chỉ với anh đội trưởng nhỏ này, anh có tư cách không? Thằng vô dụng này, còn tưởng mình là ai? Biết đây là đâu không? Khách sạn Cờ Giao, toàn Kinh Hải, là khu vực xa hoa quy mô lớn nhất để xả tiền. Cậu có thể vào đây, đã là ông trời ưu ái rồi đấy. Còn muốn điều tra, cậu có tư cách không? Nếu là tôi, bây giờ tôi sẽ quỳ xuống, xin lỗi Tô Thiếu Gia. Có khi Tô Thiếu Gia tâm trạng tốt, hào hiệp một chút, sẽ bỏ qua cho anh, dù tôi chỉ là một nhân viên an ninh bình thường. Nếu cần kiểm tra tôi cũng nhất định phải kiểm tra. Thật tuyệt vời, quả thật tuyệt vời. Có vẻ như gia đình tôi Viên gia những năm gần đây ở Kinh Hải quá khiêm tốn, đến mức mà một số người ở tầng lớp thấp dám đến khiêu khích tôi. Dẹp mấy kẻ vô dụng này, đối với cậu mà nói, chắc chắn là dễ như trở bàn tay thôi. Còn gì nữa, Viên thiếu gia chỉ cần nhổ một sợi lông chân, có thể đè chết mấy kẻ này rồi. Mẹ ơi, các người làm sao vậy? Đem cái tên vô dụng này so với Viên thiếu gia, không phải là coi thường hắn sao? Tôi cảnh cáo các người, hy vọng các người hợp tác với chúng tôi, nếu không chúng tôi áp dụng biện pháp cưỡng chế. Có phải quá nể mặt rồi không? Anh chỉ là một đội trưởng nhỏ bé, có tư cách gì nói chuyện với tôi? Anh không phải chỉ là một đội trưởng sao? Muộn rồi, bây giờ tôi sẽ cho các người thấy sự chênh lệch giữa tôi và các người.
Alo Trang Tổng, là tôi Viên Thế Tùng đây. Viên thiếu gia có chuyện gì vậy? Tôi nói cho anh biết anh nuôi chó kiểu gì vậy? Lại còn có một con, chạy đến quấy rối trong khách sạn của tôi, muốn phong tỏa cửa hàng của tôi. Anh nói xem, chuyện này có buồn cười không? Có chuyện này thật sao? Người đi là ai vậy? Tôi cũng không biết. Còn ai nữa? Đương nhiên là cái tên vô dụng Châu Võ rồi. Ngoài hắn ra, còn ai có gan làm vậy chứ? Được rồi, tôi biết rồi, đợi tôi. Còn phải nhờ Viên thiếu gia ra tay. Cái điện thoại này, giám đốc cũng phải chạy tới vội vàng. Đúng vậy, thiếu gia Viên gia có thân phận như thế nào? Sao có thể so với hắn? Châu Võ, anh biết bây giờ anh giống cái gì không? Là một thằng hề, xong rồi, bây giờ phải làm sao đây? Không phải, giám đốc thế này thật là xấu hổ, chỉ một cuộc gọi mà đã vội vã chạy tới. Một giám đốc chính thức, mà bị người ta sai bảo như chó, anh ta chẳng có chút khí phách nào. Nếu như thế, chúng ta cũng sẽ bị phạt sao? Yên tâm đi. Việc này là do tôi gây ra. Mọi trách nhiệm, tôi sẽ gánh hết, còn cậu? Cậu lấy gì mà gánh? Cậu có gánh nổi không? Đắc tội với Viên thiếu gia, cả Kinh Hải này cũng chưa chắc sẽ có chỗ cho anh dung thân. Châu Võ, nhìn vào tình cảm bao năm giữa chúng ta, bây giờ anh quỳ xuống cầu xin, tôi có thể giúp anh nói vài lời. Nếu anh quỳ xuống bây giờ, dựa vào mặt mũi của Như Yên, khi giám đốc tới, có thể khiến ông ấy giảm nhẹ hình phạt cho anh, ít nhất cũng để anh có chỗ ăn cơm, đi dọn dẹp nhà vệ sinh là được rồi, đúng không? Châu Võ đâu rồi? Châu Võ đâu? Giám đốc chẳng à? Cậu ta ở đây. Giám đốc đến rồi. Cậu còn dám kiêu ngạo? Tiếp tục kiêu ngạo đi, còn kiêu ngạo nữa, chẳng mấy chốc sẽ thành chó chết. Giám đốc Trang, đến nhanh thật đấy. Giám đốc Trang, cuối cùng ông cũng đến. Ông mau đến xem đi, cậu Châu này thật vô dụng. Đã làm những gì vậy? Hắn dám giấu ông, dám điều tra khách sạn Cờ Giao đấy. Hắn quả thực là hoàn toàn không coi ông ra gì. Hắn thật quá can đảm. Giám đốc Trang, ông chọn người sao lại tệ vậy? Trước kia đội trưởng Ngô làm rất tốt mà. Sao lại đột nhiên thay một kẻ ngốc lên thế này? Hắn còn dám đe dọa điều tra khách sạn Cờ Giao của tôi. Thật không thể tin được. Nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa, sẽ rất dễ làm tổn hại mối quan hệ giữa chúng ta. Cậu Châu, lần này, cậu thật quá táo bạo rồi. Sao trước khi đến lại không báo cáo? Ai cho phép cậu tùy tiện xông vào khách sạn Cờ Giao vậy? Cậu còn coi tôi ra gì không? Anh ta không, cậu biết không, đây là, chỗ nào? Tôi biết rồi. Cậu có biết không, điều tra nơi này, có nghĩa là gì không? Tôi biết rồi, cậu có biết không, ở đây có bao nhiêu nhân vật, quyền lực không, đừng nói nữa, cục trưởng tôi đều biết cả. Trước khi đến tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, ông phạt tôi thế nào tôi đều nhận. Nhưng, tôi không hối hận. Vũ Phi và họ cũng là do tôi ép đến. Tôi, cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu không hiểu đâu. Tôi thật sự rất lo cho cậu. Tôi, ôi trời. Không sao chứ, không phải là giám đốc sao? Đừng nói gì. Hãy nghe tôi nói trước. Đồng chí Châu Võ, mặc dù cậu là một tài năng xuất sắc hiếm có trong một thế kỷ, nhưng chính vì thế, cậu càng phải bảo vệ bản thân thật tốt. Nhìn xem, đây là nơi nào thế này? Nhìn lại những người này, toàn là con bạc, phụ nữ côn đồ. Không có ai tốt ở đây cả, cậu chỉ dẫn theo mấy người này đi. Ôi trời, quá nguy hiểm. Giám đốc chẳng à, im miệng bà côn đồ. Tôi có bảo bà nói không? Cứ nói nữa đi, tôi sẽ bắn bà. Hứa với tôi đi, sau này đừng làm những việc nguy hiểm, được không? Tôi không thể thiếu cậu đâu, được. Cậu làm báo cáo xin thêm người đi, tôi đâu có từ chối cậu đâu, đúng không? Thậm chí, ngay cả tôi, nếu cậu cần, tôi cũng có thể. À, ý tôi là, ngay cả tôi, nếu có thể giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ, tôi cũng sẽ phối hợp với cậu, để giải quyết vấn đề. Hơn nữa, cậu còn trẻ như vậy, khi gặp phải chuyện khó xử, chưa có kinh nghiệm. Như bây giờ, nếu tôi không đi cùng cậu, cậu có thể giải quyết được không? Vậy thì, khi tôi nhận được tin, tôi lập tức vội vã đến ngay. Sợ rằng cậu sẽ bị thiệt thòi. Cảm ơn giám đốc. Tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, cảm ơn giám đốc đã tin tưởng và giúp đỡ tôi. Tôi nhất định sẽ nhớ điều này, có cơ hội, tôi sẽ báo đáp, để tôi thề thêm lần nữa,
Đùa thôi. Tôi đùa mà. Đùa thôi. Đủ rồi, giám đốc, tôi mời ông đến đây, chứ không phải để xem ông tán gẫu. Cấp dưới của ông đã vô cớ đến làm ầm ĩ ở chỗ tôi, còn ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi, đe dọa sẽ phong tỏa khách sạn Cờ Giao của tôi. Chuyện này, ông nghĩ sao? Tôi thấy bà của cậu thì sao? Không phân biệt phải trái sao? Không lẽ, phong tỏa cậu mà lại sai sao? Có phải mắt tôi mờ, hay là cậu bị mù? Lớn như vậy mà, không nhìn thấy. Tôi, là người ngay thẳng, ghét cái ác như ghét kẻ thù. Làm sao có thể đi chung với các người? Dám đánh tôi, thì tôi đánh lại cậu sao? Không phải cậu đáng bị đánh sao? Chỗ này của các người, những năm qua, đã hại bao nhiêu gia đình, vợ chồng ly dị, con cái tàn nát, tôi không động đến cậu. Chỉ là chưa đến lúc, bây giờ là lúc rồi, đụng vào ai vậy? Tên họ Trang, ta đã cho ngươi mặt mũi rồi. Đã nể ngươi rồi, gọi ngươi một tiếng Trang cục trưởng, mà ngươi không biết điều, ngươi là cái loại gì vậy? Ngươi biết không Viên gia ở Kinh Hải bao nhiêu năm nay? Ngươi dưỡng bao nhiêu người? Ngươi là cái thá gì? Ngươi dám giả vờ trước mặt ta à? Hôm nay, ta sẽ cho các người thấy, Viên gia có quan hệ thế nào. Các người nhìn cho kỹ. Đây là số điện thoại của Tổng cục An ninh Kinh Hải. Ba ta và ông ấy là bạn bè thân thiết hơn 30 năm. Họ là bạn thân thiết như anh em, Tổng cục An ninh, không phải là người đứng đầu Cục An ninh sao? Đúng vậy. Tất cả Cục An ninh Kinh Hải đều phải tuân theo chỉ thị của ông ấy. Đúng rồi. Tất cả các Cục An ninh Kinh Hải đều phải phục tùng mệnh lệnh. Dù là Trang cục trưởng, trước mặt Tổng cục, cũng chẳng là gì cả. Chỉ cần Tổng cục ra lệnh, hắn lập tức phải từ chức. Quá xứng đáng là Viên thiếu gia, là gia tộc hàng đầu ở Kinh Hải. Châu Võ, anh tưởng bám vào cục trưởng là có thể muốn làm gì thì làm à? Không biết rằng, anh chỉ là một tên hề, đúng nghĩa, đúng vậy. Chỉ cần Viên thiếu gia gọi một cuộc điện thoại, ngươi và cả Trang cục trưởng bên cạnh đều phải kết thúc. Đó cũng là đáng đợi hắn, kẻ hèn chỉ nên ở dưới đáy xã hội, đừng có vội vươn lên, còn gây chuyện với Viên thiếu gia. Châu Võ, tôi cảm thấy thương hại cho anh. Viên thiếu gia, nhanh gọi điện đi, để tên vô dụng này biết được sự lợi hại của anh. Được. Tôi sẽ gọi ngay bây giờ. Giờ làm sao đây? Thầy ơi, liệu anh ta thật sự gọi điện cho giám đốc không? Viên thiếu gia, mối quan hệ cực kỳ rộng, khách sạn Cờ Giao này, quy mô lớn như vậy, không phải ai cũng bảo vệ được, e là lời của Viên Thế Tùng, có lẽ là thật. Giờ làm sao đây, giám đốc chỉ cần một câu, chúng ta đều phải lập tức bị cách chức. Yên tâm đi Châu Võ đồng chí. Cậu phải tin vào chính nghĩa. Tin vào ánh sáng. Cậu là anh hùng diệt trừ tai họa cho dân, Long Quốc và nhân dân, sẽ không phụ lòng cậu đâu, ngây thơ. Alo, chú Trương, tôi là Thế Tùng đây, tôi đang gặp chút rắc rối ở khách sạn Cờ Giao. Alo, alo, Viên thiếu gia, giám đốc nói sao rồi? Có thể. Giám đốc ngày nào cũng bận rộn, nên giờ hơi bận. Không sao, tôi vẫn có thể tìm được người. Tìm được rồi, nhìn đây. Đây là giám sát tổng đốc. Ông ấy là đồng đội của ba tôi hồi xưa, có mối quan hệ thân thiết. Giám sát, chính là người giám sát mọi thứ. Tất cả các tổ chức, ngay cả đội bảo vệ, cũng phải dưới sự giám sát của ông ấy. Chỉ cần một câu nói của giám sát tổng đốc. Những người này, người thi hành pháp luật cũng không làm được, còn phải vào tù ngồi. Được, được rồi, Châu Võ, không phải anh thích bắt người sao? Bây giờ, cho anh nếm thử cảm giác ngồi tù. Đúng đúng, nếu là tôi. Bây giờ tôi lập tức, quỳ xuống dưới chân của Viên thiếu, liếm chân anh ấy, Viên thiếu vui vẻ, chắc là sẽ tha cho các ngươi, không thì, sẽ bắt tất cả các ngươi lại, đều bị bắt hết. Ha ha, ta khinh. Ta Vi Dân, là một người đàn ông cao lớn. Sinh ra vốn dĩ, nguyên tắc ngay thẳng. Dũng cảm không khuất phục, làm sao mà có thể bị các ngươi dọa sợ, hừ, cứ đánh đi, nếu ta mà nhíu một chút mày, thì ta sẽ không họ Trang, được. Trưởng phòng Trương, hiện giờ tôi không nhận ông nữa, cả cục công an cũng vậy. Nói bậy, ta luôn luôn thế này. Được. Vì ông đã quyết tâm, hôm nay phải bảo vệ hắn. Thì đừng trách tôi, không còn tình nghĩa nữa. Này, chú Tào tôi đây. Hừ, đừng vội. Còn có người khác. Có thể tìm người khác.
Này, chú Lý, này. Này chú Vương. Hừ. Không phải, Viên Thiếu, tiếp tục gọi đi, sao không gọi nữa, tiếp tục gọi đi, sao lại như vậy? Ha ha, không ổn rồi chứ. Hóa ra, ngươi gây chuyện sao, làm sao có thể như vậy, hắn chỉ là một kẻ vô dụng, đã ở bên hắn nhiều năm rồi, hắn có tài cán gì chứ? Viên Thiếu, thứ này, chỉ là kẻ dưới đáy xã hội. Hắn còn không bằng một con chó, anh có nhầm không vậy? Ha ha. Trợ lý đã gọi lại cho tôi rồi. Ha ha, tổng đốc, đã gọi lại cho anh rồi. Chắc là ông ấy vừa bận, giờ mới xong. Viên Thiếu, nhanh lên bắt máy đi. Nói với tổng đốc đi, giết hết đám vô dụng này, bắt hết chúng lại. Các người chết chắc rồi. Này, chú Vương, ông đã xong việc chưa? Cậu là đồ ngốc, đừng có gọi điện nữa. Cậu muốn giết tôi à? Chú Vương, chủ tịch chiến thần đến Kinh Hải, mọi gia tộc lớn ở Kinh Hải đều lo sợ, nhà các cậu vẫn dám hành động như vậy, thật là tự tìm đường chết, xem như tôi còn có chút tình cảm với ba cậu, tôi nhắc cậu lần cuối. Anh hùng đoạn tuyệt tay, vẫn còn cách cứu vãn, nếu không chắc chắn sẽ chết. Chủ tịch chiến thần đã đến Kinh Hải, và còn nhắm đến khách sạn Hoàng Quan, rốt cuộc chuyện này là sao? Điện chiến thần là thánh địa đỉnh cao nhất của Long Quốc, mà chủ tịch chiến thần là nhân vật tôn quý nhất trong đó. Những người như vậy, chỉ cần họ dẫm chân một cái. Cả Long Quốc đều phải run, không ngờ, lại đến Kinh Hải, không có gì lạ, bây giờ ai cũng tránh xa tôi. Vào lúc này, ai giúp đỡ Viên gia? Chỉ có thể tự tìm đường chết, vậy phải làm sao, chẳng lẽ mẹ tôi bị bắt đi sao? Viên Thiếu, cậu nhanh chóng nghĩ cách đi. Tôi có thể nghĩ cách gì đây? Chủ nhân của chiến thần điện đến rồi, dù Viên gia có, năng lực và mối quan hệ lớn đến đâu. Cũng không thể dùng được chút nào, nhưng mà, chủ nhân chiến thần điện người như vậy, mấy chục năm mới đến một lần ở Kinh Hải, sao lần này lại trùng hợp đến vậy? Chẳng lẽ là, không thể nào. Chủ nhân chiến thần điện cao quý như thế, người ấy là rồng chín trời, đứng vững trên đỉnh nhân gian, dù Viên gia ta. Chỉ hạt cát trước mặt người ấy. Huống chi loại vô dụng như ngươi, dù ngươi chết trước mặt chủ nhân, cũng chẳng ai phát hiện ra đâu, nói như vậy có nghĩa là, hắn ta chỉ may mắn thôi, đúng vậy, chỉ là trùng hợp gặp được. Cô gái này mà thôi, đâu chỉ là may mắn. Nếu là bình thường, ta chỉ cần bóp chết hắn ta. Như bóp chết một con kiến vậy. Viên Thiếu. Bản thiếu gia không phục. Sư phụ thật tuyệt vời. Quá may mắn, chuyện như thế này lại xảy ra với chúng ta. Ha ha. Có câu tục ngữ nói thế nào nhỉ? Đồng chí Châu Võ, không sợ quyền lực, một lòng công minh, vì dân. Đây chính là, người có đạo đức sẽ gặp nhiều phúc. Ha ha. Đồ ngốc mắt không thấy được vật quý, nếu không phải vì người kia chỉ đạo. Thì các người nếu biết Châu Võ là ân nhân của người ấy, chắc chắn sẽ bị dọa sợ đến mức tè ra quần. Ha ha. Mọi người, dẫn những kẻ đánh bạc này đi. À đúng rồi, còn cả cái tên Viên Thế Tùng, bắt hắn về thẩm vấn. Dạ, Châu Võ, ngươi dám sao? Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Dù ngươi có bắt ta đi, chủ tịch điện thần chiến chắc chắn sẽ rời khỏi Kinh Hải. Ngươi nghĩ kỹ đi, đến lúc đó ngươi định làm thế nào với cơn giận của gia đình ta? Nếu ngươi bây giờ dẫn người rời đi, thiếu gia sẽ nhớ ơn ngươi một lần. Đến lúc đó ở Kinh Hải, Viên gia sẽ che chở ngươi, sẽ giúp ngươi thăng tiến như diều gặp gió. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, hay là làm bạn với gia đình tôi? Không cần phải nghĩ nữa, Châu Võ, nếu ngươi có chút đầu óc thì nên biết phải chọn thế nào. Cả đời này ngươi đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội, nhưng chỉ cần nắm lấy lần này. Dựa vào Viên Thiếu, sau này ngươi sẽ phất lên. Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời làm kẻ nhà quê, mỗi tháng kiếm vài ngàn đồng? Đúng vậy đó, Châu Võ, không phải ai cũng được Viên Thiếu xem trọng đâu. Ngươi đã gặp vận may lớn rồi, còn không mau lại đây, quỳ xuống cảm tạ Viên Thiếu. Đúng đó, sau này, ngươi làm việc cho Viên Thiếu. Chúng ta đều là người một nhà, bắt người, rõ. Châu Võ, đừng để rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đừng tưởng bản thiếu gia thật sự sợ ngươi, tôi có ít nhất 100 cách để xử lý ngươi, ở Kinh Hải. Ngươi dám đắc tội với Viên gia, chưa từng có kết cục tốt đẹp, đến lúc đó, không chỉ mình ngươi, cả cô gái bên cạnh ngươi, cả đám vô dụng này nữa, đều sẽ hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Châu Võ à? Châu Võ, xem như bác gái, cầu xin cậu đấy, bác gái đây, tuổi đã lớn rồi, không chịu được khổ nữa. Tôi nghe nói, ngươi bị bắt vào trong đó, ngày nào cũng bị đánh đập.
Tôi không chịu nổi đâu. Cậu hãy rộng lượng một lần, cho bác gái thêm một cơ hội, được không? Chu Vũ, cậu đã bắt ba tôi một lần rồi, giờ còn muốn bắt cả mẹ tôi nữa. Cậu muốn tôi hận cậu cả đời hay sao? Bắt người, rõ. Như Yên. Con đến thăm ba à? Không. Cô ấy vào đây để ở với ông. Vào. Tên đó không nể tình chút nào. Tôi nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá, đem nỗi đau tôi phải chịu. Trả lại cho hắn gấp trăm gấp ngàn lần. Nhưng chị à, tên đó hiện đang đắc ý lắm, đến cả Viên Thiếu cũng bị bắt vào rồi. Chúng ta, Viên Thiếu thì bị bắt rồi, nhưng ba mẹ của hắn ta vẫn còn, họ mới thực sự là người đứng đầu tập đoàn Hồng Nghiệp. Những gì các người nói đều là thật sao? Ôi trời Cảnh Tổng, chúng tôi nào dám lừa ngài chứ? Tên họ Châu đó không chỉ dẫn người đến phong tỏa khách sạn Hoàng Quan, mà còn bắt cả Viên Thiếu nữa. Hắn thật gan. Chẳng lẽ hắn không biết? Không lẽ hắn không biết khách sạn Hoàng Quan có phải là tài sản của gia đình chúng ta không? Sao lại không biết chứ? Chúng ta đã nhắc nhở hắn ta mấy lần rồi mà, hắn ta chẳng thèm để ý. Không chỉ là không để ý đâu, cái tên họ Châu đó nói rồi, đừng nói chỉ là một người của Viên gia, cho dù là Cảnh Tổng có ở đó, hắn ta cũng không thèm để ý. Hắn còn nói nữa, chỉ là Viên gia mà thôi, hắn ta chẳng để vào mắt. Hắn ta đã điên rồi, hắn ta sẽ cho cả gia đình ông vào tù hết. Được. Mấy năm qua ở đây tại Kinh Hải, chưa có ai dám nói chuyện với gia đình chúng ta như vậy. Chỉ là một tên cảnh sát nhỏ mà thôi, lại dám to gan như vậy. Cảnh Tổng, bây giờ điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng đưa Viên Thiếu ra khỏi đó. Châu Võ là người báo thù không quên, xảo quyệt vô cùng. Trước kia, chính vì ba mẹ tôi không đồng ý chuyện hôn nhân của tôi với hắn, hắn đã cho bắt cả ba mẹ tôi vào tù. Bây giờ, ít nhất đã rơi vào tay hắn ta rồi. Hắn ta còn chưa biết sẽ phải chịu khổ như thế nào. Hừ, bây giờ tình hình có chút đặc biệt. Chủ tịch Chiến Thần Điện không biết vì lý do gì lại đột ngột đến Kinh Hải. Mọi thứ đều căng thẳng. Ngay cả Viên gia chúng ta cũng không tốt vào lúc này, đến đây can thiệp à? Chuyện của Cục An ninh. Thế giờ phải làm gì? Cứ để về sau, bỏ đi. Dù sao đi nữa, mặc dù Viên gia chúng ta không tiện ra mặt vào lúc này, nhưng mà đối phó với một tên thuộc Cục Trị An chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Kẻ nào dám đối đầu với Viên gia chúng ta, tôi sẽ khiến hắn hối hận. Sư phụ cuối cùng người cũng đến rồi, có chuyện lớn xảy ra rồi. Chuyện gì thế? Châu Võ cái tên khốn đó, tôi đã bên hắn 6 năm trời. 6 năm trời đầy đủ, tôi chẳng đòi hỏi gì từ hắn cả. Tôi đã cùng hắn chịu khổ cực. Nhưng khi hắn vừa thăng quan, thì lại khinh thường tôi, cho rằng tôi cản trở con đường thăng tiến của hắn. Rồi hắn đá tôi một cú thật mạnh, tìm một ả hồ ly tinh mới. Hắn còn dùng những tội danh không có thật để bắt ba mẹ tôi vào tù. Giờ tôi hoàn toàn không biết phải làm gì nữa. Tôi đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn, tôi đã coi thường cô ấy. Video này xuất hiện đột ngột, khi chúng tôi phát hiện ra, nó đã lan truyền trên mạng rồi, chúng tôi không kịp ngăn chặn. Chắc chắn có người đứng sau chuyện này, nếu không Liễu Như Yên làm sao có thể, có khả năng này, không ổn rồi, đội trưởng Châu. Có một đám người đến trước cửa, chặn cổng chúng ta, là ai vậy, đến làm gì? Có phóng viên, còn có người kéo biểu ngữ, họ nói muốn đưa ra bản án về hành vi xấu của chúng ta. Đây không phải là trò hay sao? Thầy ơi, thầy đừng ra mặt vội, để tôi ra xử lý. Gặp địch thì đánh, nước đến thì đất chắn. Trốn tránh không phải là cách giải quyết, chỉ cần mình ngay thẳng, không sợ bóng dáng lệch lạc. Tại sao phải sợ cô ta? Chúng ta đi thôi. Mọi người nhất định phải giúp tôi lấy lại công lý. Cô gái yên tâm đi, hôm nay chúng ta nhất định sẽ giúp cô ấy đòi lại công lý. Đúng vậy, tôi không tin là cảnh sát này còn chưa có chỗ để nói lý lẽ sao? Châu Võ, ra đây, bây giờ trốn không dám ra ngoài. Lạm dụng quyền lực cá nhân, tâm phải bị trừng trị nghiêm khắc. Châu Võ bắt hắn lại và xử lý ngay lập tức. Bắn chết trực tiếp. Châu Võ đã ra ngoài, đó chính là Châu Võ. Ra ngoài, bắt lấy hắn, làm gì vậy? Tất cả im miệng lại. Gọi gì ầm ĩ thế? Coi đây là chợ trời à? Ôi chao, chúng tôi chỉ là mấy người dân bình thường thôi mà,
Chúng tôi dám đâu, chúng tôi chỉ muốn công lý thôi mà. Đúng vậy, đúng rồi, anh còn đòi công lý sao? Ba anh, mẹ anh đánh bạc, thầy tôi bắt nhầm người à? Cô đang nói bậy bạ gì vậy? Liễu gia chúng tôi là gia đình nho học, ba mẹ tôi rất coi trọng đạo đức, làm sao có thể làm những chuyện như vậy chứ? Chắc chắn là do Châu Võ lạm dụng quyền lực, gán tội danh cho ba mẹ tôi. Liễu Như Phong, cậu đang nói gì vậy? Bắt ba mẹ cậu không phải là tôi muốn đâu, nhưng chứng cứ rõ ràng, tôi chỉ có thể xử lý theo đúng pháp luật. Tôi lúc nào lại gán cho họ một tội danh không có thật? Tội danh? Các người làm giả tội danh, không đơn giản như ăn cơm uống nước đâu, chẳng có lý lẽ gì cả. Đúng đúng. Ngay cả bằng chứng phạm tội cũng không nhận. Cậu có thể bỉ ổi hơn được không? Châu Võ dù thế nào đi nữa, chúng tôi đã ở bên nhau 6 năm, mối quan hệ 6 năm, dù cuối cùng không thể ở bên nhau, vậy tại sao phải đẩy tôi vào đường cùng? Tại sao lại làm tổn thương ba mẹ tôi? Xin anh hãy tha cho họ. Tôi thề, tôi sẽ không làm phiền anh nữa, tôi sẽ không ảnh hưởng đến chuyện của anh nữa. Xem đã làm hại cô gái tốt như vậy. Loại người này thật đáng ghét, còn tệ hơn cả thú vật. Chị diễn giỏi thật đấy, thật là tuyệt vời, Châu Võ ngươi thật là vô dụng, hôm nay chính là ngày ngươi chết. Châu Võ chúng tôi nhận được tố giác, cậu có phong cách làm việc không tốt, bị nghi ngờ lạm dụng quyền lực, từ bây giờ tạm dừng mọi chức vụ, mời cậu đi theo chúng tôi, để nhận điều tra. Xong rồi, thanh tra sao lại đến đây? Thanh tra có quyền kiểm tra tất cả quan chức, họ đã ra mặt rồi, họ ra tay rồi. Châu đội trưởng, e rằng nguy cơ không ít đâu. Cục trưởng Lý, chắc chắn là hiểu lầm, sư phụ tôi tuyệt đối không phải người như vậy, có phải hiểu lầm hay không, chúng tôi sẽ tự điều tra. Không cần cô phải nhắc nhở, cục trưởng Lý, ông nhất định phải đứng ra làm chủ cho chúng tôi. Châu Võ tàn nhẫn độc ác, đã làm đủ mọi chuyện xấu, cha mẹ tôi đã bị anh ta hại chết, nếu cứ để như vậy, không biết sẽ còn bao nhiêu người bị bắt nạt nữa. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Mọi người yên tâm, cơ quan giám sát tuyệt đối sẽ không oan sai cho người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không để kẻ xấu nào thoát. Được được, một khi điều tra ra có hành vi vi phạm lạm dụng quyền hạn, chúng tôi sẽ không dung túng. Được được, nhất định sẽ xử lý công bằng, cho mọi người một câu trả lời. Như Yên, cô nói như vậy, lương tâm cô không thấy cắn rứt sao? Cô hãy đặt tay lên ngực mình mà hỏi đi, những năm qua tôi đối xử với cô thế nào, còn cô thì đối xử với tôi ra sao? Rốt cuộc ai đã bỏ rơi ai, là ai đã tham giàu khinh nghèo, là ai đã vu oan giá họa? Ngươi đang dọa ai vậy hả? Ta nói cho ngươi biết, Châu Võ, đừng có giả vờ giả vịt ở đây nữa. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay dù thế nào đi nữa, ngươi cũng sẽ bị đưa ra trước pháp luật, phải ra trước pháp luật. Châu Võ, lá gan cậu cũng lớn thật, dám làm càn trước mặt ta như vậy sao? Tôi chấp nhận, phối hợp điều tra, sư phụ. Đưa đi. Vâng. Tôi xem ai dám. Ai dám động vào người của tôi? Cục trưởng, Châu Võ, đừng sợ, có tôi ở đây, không ai có thể đưa người đi. Trang vệ dân, ông có ý gì đây? Hừ, Châu Võ, là một trong những chiến tướng, mọi hành động của cậu ấy, đều có sự đồng ý từ tôi có thể bảo đảm, cậu ấy luôn hành sự công bằng, chưa từng vượt quá giới hạn. Hừ, bảo đảm, tôi nghe nhầm sao? Trang vệ dân, chính ông còn không trong sạch nữa mà, ông còn dám đứng ra bảo lãnh cho người khác, tôi thấy, có vẻ như ông không muốn làm cục trưởng nữa. Trang Mỗ, một lòng vì dân, chính trực quang minh. Nhật Nguyệt chứng giám, tôi không biết cậu đang nói gì. Tôi chỉ biết, Châu Võ là người phẩm hạnh tốt đẹp và xuất sắc nhất trong ngành an ninh. Các người muốn đưa người đi, ít nhất cũng phải có chứng cứ xác thực chứ. Chỉ dựa vào vài tin đồn trên mạng không rõ đúng sai, mà muốn đưa người đi, lại còn muốn cách chức cậu ấy. Dù các người là cơ quan giám sát, cũng không có quyền làm vậy. Trang vệ dân, ông biết mình đang nói gì không? Tôi biết rất rõ, dù sao, hôm nay ai dám động vào Châu Võ, thì phải hỏi qua cây gậy, trong tay tôi trước. Hỗn xược, đang làm gì vậy hả? Cục trưởng Lưu. Ông ấy là người đứng đầu trong ngành an ninh. Sao cục trưởng Lưu cũng tới đây? Lão Lưu, quả thực ông đã xây dựng một đội ngũ tốt, đến cả cơ quan giám sát của tôi cũng không coi ra gì. Hổ thẹn, quản lý không nghiêm, để cậu phải chê cười. Cục trưởng Lưu, ông nhất định phải làm chủ cho chúng tôi, nếu không, cuộc sống của chúng tôi sẽ không thể tiếp tục. Đúng vậy, đúng vậy. Ông phải làm chủ cho chúng tôi. Đúng vậy, mọi người yên tâm, lần này đến đây là chỉnh đốn đội ngũ,
thói hư tật xấu, nhất định đưa những con sâu mọt ra đội ngũ. Cục trưởng Lưu quả là thanh thiên đương đại, thật đáng nể. Châu Võ, cục trưởng Lưu đã đến rồi, ngươi còn dám đứng đây sao? Không cút đi, qua đây quỳ xuống xin lỗi, hay là ngươi đã sợ không nói nên lời? Cục trưởng, hãy tránh ra, để tôi đi cùng họ. Không được sư phụ, nếu ngài đi, e rằng sẽ không thể quay lại nữa. Ta ngay thẳng chẳng sợ bóng nghiêng, hồ đồ, giám sát là nơi nào, dù cậu trong sạch, vào đó trong sạch cũng không còn. Tuy nhiên, cậu yên tâm, hôm nay có tôi ở đây, không ai dám đưa cậu đi. Tuy nhiên, cậu phải nhớ kỹ, hôm nay, mọi việc tôi làm vì cậu. À! Người thật ngu xuẩn, ai cho ngươi gan lớn đến vậy, dám chắn đường ta đòi người ngươi không cho, rốt cuộc ngươi phục vụ ai? Ta phục vụ nhân dân, ta ăn cơm do nhân dân trồng. Chỉ cần ta còn giữ chức một ngày, ta tuyệt đối không cho phép xảy ra. Chuyện Vu Oan Châu Võ, thật không ngờ, dưới quyền của ta, xuất hiện một người đại tình đại nghĩa như ngươi. Ngươi thật to gan, hành động này là kế hoạch phối hợp, được tất cả các cấp lãnh đạo thống nhất, đến lượt ngươi lên tiếng sao? Cái gì mà Châu Võ vô tội? Hắn chỉ là một kẻ tiểu nhân gặp thời, một kẻ thấy lợi quên nghĩa. Vì muốn thăng quan phát tài, hắn đã ruồng bỏ người vợ Tào Khang. Thậm chí còn bắt giam ba mẹ vợ, loại người không biết xấu hổ như hắn, nhìn một cái cũng thấy ghê tởm. Ngươi đã nhận bao nhiêu tiền của hắn, à dám lên tiếng bênh vực, lời của Tổng Tư lệnh thật chí lý, một kẻ như Châu Võ, phẩm chất tồi tệ, phải bị bắt và xử tử hình. Ngươi nói năng hồ đồ, ngươi không đủ tư cách để phán xét sư phụ ta. Một sợi tóc của sư phụ ta, cũng đáng giá hơn ngươi gấp vạn lần. Hừ, mọi người, nhìn xem, đây chính là bồ nhí Châu Võ, đến nước này rồi mà vẫn còn đứng ra bảo vệ hắn. Củ cải tìm rau muống, đúng là một cặp trời sinh. Mấy người câm miệng lại cho tôi, Châu Võ, kể từ ngày gia nhập lực lượng trị an, luôn tuân thủ pháp luật, hết lòng vì nhân dân. Không tham lam, chưa từng bao che, thực sự là tấm gương mẫu mực của lực lượng trị an. Ngược lại các ngươi, hết lần này đến lần khác gây chuyện. Hôm nay, tôi còn ở đây, đừng đạt được mục đích. Kể cả hôm nay tôi đứng ở đây, các người đừng mong làm điều ác, lão Lưu. Người dưới quyền ông cứng cỏi quá nhỉ, cứng đầu như vậy à? Ngông cuồng, chàng vi dân, gan ngươi lớn nhỉ, giờ ta tuyên bố, cách chức mọi chức vụ của ngươi. Ông ta bị cách chức rồi, cách chức là đúng, đáng bị cách chức, người này với người kia, rõ ràng là cùng một bọn, lúc nào cũng bênh vực nhau, giữa hai người này, không biết đã làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, tốt lắm. Cục trưởng Lưu thật sáng suốt, đúng là thanh thiên đương đại, vừa nãy ngươi nói, ta không cách chức được người lực lượng trị an. Giờ thì sao, ngay cả cục trưởng Lưu cũng ra lệnh, ngươi còn gì nói không? Ha ha, tốt, rất tốt. Châu Võ, chỗ dựa lớn nhất của ngươi đã sụp đổ, xem hôm nay tên phế vật như ngươi, chết thế nào, ban nãy ngươi hét dữ lắm mà, sao im lặng rồi, la tiếp đi, kêu đi. Ha ha, hừm, dù rằng, các người có thể cách chức ta, nhưng không thể lấy đi, tấm lòng son của ta. Ta vẫn giữ nguyên quan điểm, Châu Võ, là người giữ gìn trật tự tốt nhất. Đến lúc này mà vẫn còn cứng miệng. Các người, bắt giam hai người này cho ta, rõ. Cục trưởng Lưu, cục trưởng Trang nói đúng, sư phụ tôi là người tốt. Bao năm qua, ngài ấy luôn trung thành, chịu khó chịu khổ, chưa bao giờ làm điều vượt quá giới hạn. Nếu không phải vậy, công lao của ngài ấy đã sớm được thăng chức phát tài rồi. Ngài ấy tuyệt đối không phải như lời đồn. Đủ rồi, đầu tiên các ngươi phải chấp hành mệnh lệnh, ngay lập tức thi hành, mệnh lệnh ngay, nhưng vì điều này mới cần phải nói lý lẽ, lời ta chính là lý lẽ. Nếu đã như vậy, thì tôi không làm nữa. Cô nói gì cơ, Vũ Phi, đừng kích động. Tôi nói, tôi không làm nữa. Vũ Phi, sư phụ, đừng khuyên tôi nữa, muốn tôi bịt tai, nghe lời mấy kẻ vô dụng này, tôi thà từ bỏ bộ đồng phục này. Nếu các người nhất định muốn cách chức đội trưởng, thì tôi cũng không làm nữa. Không thể nào, các người. Đây là chuyện của riêng tôi, liên quan gì đến các người chứ? Sư phụ, tên vô dụng này, rõ ràng là cùng một phe với đám Lưu gia, họ gài bẫy ngài mà. Cấu kết với người khác. Chỗ này tôi không ở nữa. Ha ha, hay lắm, các người từng người một, cũng gan thật đấy. Không ngờ cái tên vô dụng này cũng thu hút được lòng người, các người nghĩ như vậy. Thì ta sẽ sợ sao? Hửm, được. Nếu các người ai cũng không muốn làm, thì hôm nay ta sẽ dọn sạch sẽ chỗ này. Các người, tất cả mọi người, kể từ hôm nay, không còn là thành viên của an ninh nữa. Không chỉ vậy, hiện tại ta nghi ngờ, các người cấu kết với Châu Võ, lạm dụng quyền lực, áp bức dân chúng,
Người đâu, bắt hết bọn họ cho ta, chờ điều tra, rõ. Cục trưởng Lưu, ông uy phong đấy. Anh trai ơi! Cô là ai? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông là cục trưởng mà không có bằng chứng xác thực nào, lại đối xử với một cấp dưới tận tụy, tùy tiện trừng phạt, lại vì cơn giận của mình mà liên lụy đến người vô tội. Ông biết không, theo luật pháp, tội này đáng bị cách chức. Ngươi từ đâu đến, dám đứng trước mặt ta chỉ trò, cút ngay đi. Ê cục trưởng Lưu, tôi nhận ra người phụ nữ này, cô ta và Châu Võ quan hệ thân mật, chắc chắn là tình nhân. Đúng đúng, còn cái nhóc kia, không chừng là con rơi của bọn họ. Dám đánh người à? Cô, trước mặt cục trưởng Lưu, dám đánh tôi à? Nếu cô nói linh tinh nữa, thì không chỉ đơn giản là đánh đâu. Tưởng cô là nhân vật lớn gì, hóa ra chỉ là một kẻ thứ ba. Nhìn thì cũng tạm được. Nhưng tiếc là, tôi đang xử lý chuyện nội bộ. Không cần người ngoài chen vào. Nếu biết điều thì cút đi, nếu không tôi sẽ bắt cả cô lại. Cục trưởng Lưu, cô Mộ không có ý đó. Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường. Hơn nữa, chuyện này không liên quan đến cô ấy. Cô Mộ, cô mau đi đi. Không là tự chuốc họa vào thân. Không sao, cứ để họ nói. Mọi người tin không? Không tin, tôi không tin. Cô ấy nhiều lần đứng ra bênh vực anh. Anh nghĩ mình là thanh thiên đương đại, được dân chúng yêu mến. Nhiều người thích anh đến thế sao? Không tệ đâu, Châu Võ. Nhiều năm qua tôi luôn nghĩ anh là người thật thà. Nhưng bây giờ xem ra, xung quanh anh toàn là người vô dụng. Và phụ nữ cũng không ít, đúng là tôi đã xem nhẹ anh rồi. Châu đội trưởng, không cần phải phí lời với họ nữa, bọn họ đã quyết tâm bôi nhọ anh, dù anh có mổ bụng ra cho họ xem, bọn họ cũng không tin. Về những lời đồn trên mạng, tôi đã tìm đến những chuyên gia hàng đầu trong nước, điều tra, toàn bộ nguồn gốc các video bịa đặt, đều đến từ một công ty truyền thông, thuộc tập đoàn Hồng Nghiệp, tên là Mạng Lưới Hồng Nghiệp, nói cách khác, những video bịa đặt và đội ngũ dư luận, đều là do viên gia chỉ đạo, thậm chí ngay tại đây, cũng không thiếu người, là diễn viên được viên gia thuê. Tôi đang nắm trong tay bằng chứng, bao gồm cả việc Lưu Như Yên và đồng bọn hợp tác với tập đoàn Hồng Nghiệp, để quay các video bịa đặt, thậm chí tôi còn giữ được bản gốc chưa chỉnh sửa, của các video đó. Bằng chứng này đủ chứng minh sự trong sạch của Châu Võ, và cũng chứng minh rằng, anh chị Lưu gia đã giàn dựng để vu oan cho người khác. Tôi biết ngay là các ngươi gian dựng và vu khống, bằng chứng này đủ để các người ngồi trong tù hơn 10 năm, các người thật to gan. Nói bậy, đừng vu khống chúng tôi không làm. Đúng thế, đừng tưởng vậy là dọa chúng tôi, những gì chúng tôi nói là sự thật. Đúng rồi, đúng thế. Thật sao? Vậy lấy bằng chứng đó ra, và công khai cho mọi người xem, sau khi xem xong, sự thật sẽ được phơi bày. Ai đúng ai sai sẽ rõ. Đã là bằng chứng, không thể dễ dàng công bố. Tôi sẽ lệnh cho người mang về, kiểm tra và phân tích kỹ lưỡng. Sau khi xác minh tính xác thực, tôi sẽ xử lý. Dù những gì cô nói là thật, Châu Võ với tư cách là một cấp dưới, bản thân đã có nghĩa vụ phối hợp điều tra. Hắn còn xúi giục người khác, cùng nhau chống đối cấp trên, tình tiết nghiêm trọng. Đây là lời chứng của tất cả mọi người, vì vậy, hắn cũng phải chịu hình phạt. Đúng đúng, chuyện này không thể trốn tránh, mọi người đều đã thấy hết mà. Đúng vậy, chúng tôi đều thấy, không chỉ mình hắn, còn có cô gái vô dụng bên cạnh hắn nữa, công khai chống đối cấp trên giữa nơi đông người, thì đáng bị trừng phạt nghiêm khắc, rõ ràng là các người đã dùng chứng cứ giả để vu oan cho sư phụ tôi, chẳng lẽ, sư phụ tôi phải khoanh tay chịu trói, đây là kiểu lý lẽ gì thế, ý các người là, các người đã quyết định, không nói lý lẽ phải không? Tôi là người luôn nói lý lẽ nhất, chỉ là cách nói lý lẽ này, ở Kinh Hải thì tôi mới là người quyết định, giỏi lắm một tay che trời, hôm nay tôi cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt. Vậy thì có lẽ tài liệu trong tay tôi đủ để chứng minh rằng anh và viên gia thường xuyên có những giao dịch tài chính lớn. Anh cũng chẳng quan tâm nữa. Sao vậy, giờ anh đã ngông cuồng đến mức có thể ngang nhiên cướp tài sản của dân rồi sao? Bộ dân đen từ đâu tới mà dám làm giả chứng cứ vu khống ta? Cô có biết đó là tội gì không? Vu khống, trang vi dân, điều này được gọi là vu khống sao? Đương nhiên là không rồi. Ha ha ha. Mỗi người dân đều có quyền và nghĩa vụ giám sát hành vi của các người. Ngài chỉ đang thực hiện quyền lợi của mình mà thôi. Còn tổng tư lệnh Lưu ngươi như vậy, cảm giác có chút chột dạ. Không dám chấp nhận sự giám sát, ngươi thế này là vì sao vậy? Trang vi dân, ngươi thật táo gan, dám hợp tác với một kẻ ngang ngược,
vu khống ta. Tổng quản Lưu, ngươi mới là kẻ to gan. Ngươi có biết ngươi đứng trước mặt ngươi là ai không? Ngươi dám vu khống người này là kẻ ngang ngược. Hừ, vẫn còn giả thần giả quỷ ở đây, chỉ là một nhân tình nhỏ bé. Có thể là nhân vật lớn gì chứ? Đúng vậy, không sai, ở đây Kinh Hải, còn nhân vật lớn nào mà chúng ta không quen biết không? Chẳng lẽ lại có? Sao? Chẳng lẽ cô ta lại là người vừa bất ngờ đến Kinh Hải, và là điện chủ Chiến Thần Điện sao? Ha 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 ha. Các người nói đúng đấy, người đứng trước mặt các người, chính là điện chủ tối cao của Chiến Thần Điện, Mộ Thiên Phụng. Ha 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 ha, thật là một trò cười lớn. Trang Vi Dân, có phải ngươi ngồi ở vị trí này quá lâu rồi không, đến nỗi đầu óc bị rỉ sét, mấy lời bịa đặt như thế, ngươi cũng tin? Ha ha ha, Châu Võ, tôi nói sao tự nhiên, hắn lại coi trọng cậu thế này, hóa ra, đầu óc hắn có vấn đề à? Dùng chân nghĩ cũng biết, điện chủ Chiến Thần Điện là người thế nào, dù thực sự hạ mình đến Kinh Hải, thì cũng giống như thần phượng cửu tầng trời, cao không thể với tới. Làm sao có thể dẫn theo một đứa trẻ, suốt ngày ở cùng một kẻ vô dụng như Châu Võ, trông như một quá phụ. Tôi nói này trưởng quan Trang, chẳng lẽ Châu Võ nói, người phụ nữ này là điện chủ, nên ông mới nghe theo mọi lời cô ta sao? Ồ, đúng đúng, rất có khả năng, hừ, tôi nói sao tự dưng ông lại bảo vệ kẻ vô dụng này. Đáng tiếc, ông đã tin nhầm người rồi, ông cũng không chịu, dùng cái đầu chó của mình mà nghĩ thử xem, ngay cả gia tộc lớn như Viên gia, còn không dám mơ gặp được điện chủ. Huống hồ gì là cái tên tầng đáy nhất như Châu Võ. Đồ rác rưởi vô dụng, hắn cũng xứng đáng đứng chung với điện chủ sao? Các người nói bậy, điện chủ, vào ngày đến Kinh Hải, đã đích thân triệu kiến tôi, nếu không phải điện chủ ra lệnh, rằng tôi không được tiết lộ, chỉ với mấy tên hề nhảy nhót các người, cũng dám sủa bậy ở đây sao? Ha 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 ha, thật là nực cười, Trang Vi Dân, ngươi không tự nhìn lại mình là ai sao, cấp bậc gì chứ? Ngay cả khi điện chủ đến Kinh Hải, làm sao lại phải vượt qua tôi, mà triệu kiến ngươi đầu tiên? Ngươi xứng sao? Đúng vậy, nếu điện chủ có chỉ thị, trực tiếp tìm anh Lưu, chẳng phải tiện hơn sao? Sao vậy? Có việc gì mà ngươi làm được? Nhưng anh Lưu lại không làm được à? Đúng vậy, ta thực sự không có tư cách để được điện chủ triệu kiến. Ha 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 ha. Nhưng đồng chí Châu Võ có tư cách. Tôi. Hắn, bộ não ông có vấn đề không? Hắn cũng xứng sao? Một kẻ vô dụng, tốt nghiệp nhiều năm mới khó khăn lắm bỏ lên được chức tiểu đội trưởng, hắn lấy tư cách gì để điện chủ phải đích thân đến? Trưởng phòng Trang, ông nói phép cũng phải có giới hạn chứ. Đủ rồi trưởng phòng Trang, ngươi không phải còn muốn giúp Châu Võ sao? Bịa ra một thân phận ghê gớm để dọa người khác à? Đồng chí Châu Võ đúng là một nhân viên bình thường, nhưng anh ấy lại là nhân viên an ninh xuất sắc nhất. Mấy ngày trước đây, theo giấy bổ nhiệm, một nhóm buôn người đã đến Kinh Hải. Nhóm này gây ra vô số tội ác, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Vì tiền, chúng không ngần ngại làm hại trẻ em, biến các em thành tàn tật hoặc cầm điếc. Đồng chí Chu Vũ, sau khi nhận được tin tức, đã bất chấp nguy hiểm, xông pha tiên phong, một mình vào hang hổ, cuối cùng đã phá tàn ổ tội phạm đó, giải cứu tất cả những đứa trẻ, tất cả đều được cứu thoát, và em gái ruột của điện chủ cũng nằm trong số những đứa trẻ đó. Tiểu Huệ, em chính là em gái của điện chủ Chiến Thần Điện sao? Tiểu Thư Mộ, cô chính là điện chủ Chiến Thần Điện, thành thật xin lỗi đội trưởng Châu, vì một số lý do đặc biệt, tôi chưa thể tiết lộ thân phận của mình với anh, tôi chỉ có một người em gái duy nhất. Tình hình lúc đó, tôi đã nắm rõ rồi, nếu không có sự xuất hiện kịp thời của anh, hậu quả không biết thế nào, một lần nữa cảm ơn anh Châu Võ. Không có gì, không có gì. Được rồi, đừng bịa chuyện nữa, chuyện hoang đường như vậy, cô nghĩ chúng ta là kẻ ngốc sao? Ta không cần biết cô là ai, dám giả mạo điện chủ Chiến Thần Điện, cô đã chọn con đường chết rồi. Hôm nay dù là ai, cũng không cứu được mạng chó của cô, kết tội ta ư? E rằng các ngươi còn chưa đủ tư cách, còn dám giả thần giả quỷ, người đâu, bắt hết bọn chúng lại cho ta. Vâng. Ai dám động đến Châu Võ và điện chủ, ta sẽ mời người đó ăn sáng, ăn một viên kẹo đầu. Trang Vi Dân, ngươi điên rồi, chưa được phép mà dám tự tiện nổ súng giữa nơi đông người, ngươi thật to gan. Hừ, ta to gan, vậy cũng không bằng các ngươi to gan, dám cả gan bắt cả điện chủ. Ta thấy các ngươi là muốn tạo phản rồi, điên rồi, thật sự là điên rồi. Ta đã nói rồi, ai dám động vào Châu Võ và điện chủ, ta sẽ mời người đó ăn kẹo. Cục an ninh công cộng,
Các người có thể đánh cược thử xem, phát súng tiếp theo của ta, liệu có bắn trượt không? Mấy người các ngươi, tốt nhất nên đưa còng tay cho trưởng phòng Lưu, xem thử hắn có dám bắt người không, và cũng nhìn ta xem. Ta có dám bắn hắn không? Ngươi, làm sao dám? Ta là tổng quản, kể cả ông trời cũng không được, ta nói là làm. Lưu Vĩ, Lý Chính Đức, hai người đã lâu nhận hối lộ từ Viên gia, cấu kết với nhau coi thường mạng sống của người khác, vu oan người vô tội, tội không thể tha. Hai người đã không còn xứng ngồi ở vị trí này nữa, đồ đàn bà. Thật sự nghĩ mình là điện chủ sao, còn dám cách chức chúng ta nữa. Đồ đàn bà, dám đánh ta, muốn chết sao, ngươi mù mắt không biết nhìn người. Ta đã ra lệnh cho tổng đốc rồi, kết quả xử lý hai người các ngươi, sẽ có ngay lập tức. Còn ở đây giả thần giả quỷ à? Thuộc hạ Vương Bình Vân, bái kiến điện chủ, không biết điện chủ ở đây, chưa kịp nghênh đón. Xin điện chủ trách phạt. Cái gì, đây là Tổng đốc Kinh Hải, vậy, Tổng đốc Kinh Hải. Đó thật sự là một người quyền cao chức trọng, cả Long Quốc, có được mấy người. Khiến ông ấy hành lễ trọng như vậy, chẳng lẽ cô ấy thật sự là điện chủ? Tuyệt đối không thể nào. Sao cô ta có thể là điện chủ chứ? Nếu cô ta là điện chủ, thì làm sao lại để mắt tới Châu Võ kẻ vô dụng này? Hắn chỉ là tầng đáy bùn của xã hội, tên vô dụng. Các người nghĩ rằng ai cũng mù không nhận ra người tài sao? Liễu Như Yên, những năm qua cô coi thường sư phụ của tôi như rác rưởi, hết lần này đến lần khác ghét bỏ cay nghiệt vô cùng. Nhưng cô không biết rằng mình sắp bỏ lỡ điều quan trọng. Từ nay về sau, dù cô có quỳ xuống sám hối 10.000 lần, cũng không còn đường quay lại nữa. Tôi không tin, điều này không thể là sự thật. Tổng đốc, ông đang nói gì vậy? Người phụ nữ này không, thực sự là điện chủ sao? Hai tên ngu ngốc mắt mù này. Nếu các ngươi nhìn thấy được điện chủ, đó là phúc phận tích tụ từ kiếp trước của các ngươi. Không ngờ rằng, các ngươi không cung kính phục vụ. Còn dám mơ tưởng động thủ với điện chủ. Các ngươi lấy đâu ra gan lớn như vậy? Còn không mau quỳ xuống dập đầu. Xin điện chủ tha thứ đi. Điện chủ đại nhân, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi biết mình sai rồi. Tôi không bằng loài cầm thú. Tôi đáng chết. Ngài rộng lượng tha chúng tôi. Tha cho tôi đi. Tất cả là tại lão giả Viên Đông Hải. Lão là người sai khiến chúng tôi làm chuyện này. Nếu tôi biết trước rằng Châu Võ là người của ngài, thì dù có đánh chết tôi cũng không dám đắc tội chút nào. Xin điện chủ tha mạng. Điện chủ chúng tôi biết sai rồi. Các người không phải biết mình sai rồi, mà chỉ biết mình sắp chết thôi, cấu kết lẫn nhau, nhận hối lộ, thuê sát thủ giết người hãm hại người vô tội, mỗi tội danh đều là trọng tội trong những trọng tội. Người dân Kinh Hải có tài đức gì, mà lại gặp phải những kẻ như các ngươi? May mắn thay ở Kinh Hải, vẫn còn những người như Châu Vũ, vì nước vì dân, không quên ý chí ban đầu, giữ vững trật tự công an tốt đẹp, nếu không ta khó mà tưởng tượng được. Bầu trời Kinh Hải này sẽ đen tối đến mức nào? Chúng tôi đáng chết. Điện chủ chúng tôi sai rồi. Hãy tha cho chúng tôi. Châu Vũ, làm ơn giúp chúng tôi cầu xin điện chủ. Cậu là ân nhân của điện chủ. Cậu nói gì điện chủ cũng sẽ cân nhắc. Chỉ cần cậu cầu xin, sau này cậu nói gì tôi cũng nghe. Xin cậu đấy. Đúng. Chỉ cần cậu chịu giúp chúng tôi, cậu nói gì chúng tôi cũng nghe. Chúng tôi nguyện làm chó của cậu. Chỉ cần cậu chịu giúp. Tại Kinh Hải, cậu nói một không ai dám nói hai. Chỉ cần một lời của cậu. Cái Viên gia chết tiệt ấy, ngày mai tôi sẽ làm cho biến mất. Xin hãy giúp chúng tôi. Sinh mạng của các người không nằm trong tay tôi. Phạm lỗi thì phải chịu phạt. Tước pháp luật ai cũng như nhau. Dẫn đi. Xử theo luật. Chọn ngày hành hình. Điện chủ xin tha mạng. Vâng, điện chủ xin tha mạng. Điện chủ xin tha mạng. Điện chủ. Điện chủ. Điện chủ xin tha mạng. Thả tôi ra. Hai người các người định đi đâu đây? Châu Võ, à không, anh rể, anh lúc nào cũng rộng lượng bao dung nhất, anh sẽ không chấp nhận với chúng tôi đúng không? Cậu nói sai rồi, người hiểu tôi đều biết. Tính tôi thế nào? Cực kỳ cứng đầu và khó chịu, rất thích tính toán từng chút, nếu không, chỉ cậu và mẹ cậu, sao lại ghét tôi đủ điều như thế? Chị, Châu Võ, là tôi không tốt, là tôi bị lòng tham làm mờ mắt. Nhưng đó chỉ là phút chốc hồ đồ, bây giờ tôi mới hiểu ra, anh mới là người tốt nhất với tôi trên đời này. Anh tha thứ cho tôi được không? Chúng ta quay lại như trước kia đi. Dù mỗi tháng anh chỉ kiếm được vài nghìn, tôi cũng không nói xấu anh một câu nào nữa. Châu Võ, anh tin tôi đi, tôi thật lòng mà.
ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Không, bây giờ đi, bây giờ luôn đi, thật là mặt dày vô sỉ. Đúng đúng, là tôi nói sai rồi, không đăng ký kết hôn cũng không sao. Có điện chủ đại nhân ở đây, danh phận sao có thể đến lượt tôi được, tôi không cầu danh phận, dù chỉ làm người bên lề. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, tôi làm gì cũng cam lòng. Nhìn cô bây giờ, tôi thấy thật ghê tởm. Liễu Như Yên, bị nghi ngờ bịa đặt tin đồn, và vu khống người khác, lập tức bắt giam, vâng. Mau đi. Nhanh lên đi mau. Sao không nỡ à, chỉ cảm thấy thế giới này, thật quá nực cười. Tôi lại có thể khiến cả gia đình, người tôi từng yêu nhất. Tất cả đã bị đưa vào rồi. Người từng yêu nhất. Vậy, bây giờ thì sao, tôi không biết. Ồ. Cậu ngốc thật đấy. Không phải, chị của em làm sao vậy? Anh Châu Võ, em thật sự bị anh đánh bại rồi. Tâm tư con gái, anh đúng là chẳng hiểu chút nào cả. Ái chà, cái đó. Đợi tôi một chút, tôi trả lời sai rồi, đợi tôi chút đã. Không đợi tôi một chút, anh Châu Võ đợi em với.